kinh nữa, chứ không có ngừng lại từng phần từng phần. Bởi vì tôi có nghe là băng giảng, chúng tôi có nghe là băng giảng thì thấy rất là khó, rất là khó cho những cái vị mà có cái nhu cầu á. Các vị còn nghe rõ không? Dạ rồi, cảm ơn. À, bây giờ chúng tôi làm cái cách mới, bây giờ mình đi qua cái cách mới cho nó vui, cách mới cho nó vui. Đấy, một số chữ khó, một số chữ mà tôi cho là quan trọng đó. Chờ một chút, quý vị chịu khó một chút xíu thôi, chị nói chịu khó chờ chút xíu để tôi bỏ hết lên những cái chữ mà tôi cho là quan trọng. Xem trọn vẹn dùm ha, trọn vẹn dùm chắc sẽ tôi làm luôn đó. Xin hỏi các vị có nhìn thấy cái phần hai đoạn kệ mà tôi muốn nghe giảng mà không muốn ghi chép thì thôi. À, các vị nào muốn nghe giảng thì muốn có học chữ đó thì tôi xin nhắc những chữ tôi ở đây. Cái chữ Atisa Radithi, Atisa Radithi, nếu mà muốn ghi chữ khó đó, thì các vị có nghĩa là một cái quan điểm. Atisara có nghĩa là quá trớn, Atisara có nghĩa là quá trớn, nhớ nha, Atisara là quá trớn.
Atisa đã đích thí ở đây có nghĩa là sự lưu tâm đến nhau. Bởi vì sao? Là vì Atisa đó là quá trớn, đích thí là cái quan điểm, là cái nhận thức. Mà Atisa đó đích thí cộng chung mà nó có nghĩa là sự quan tâm đến những vấn đề không thật sự cần thiết. Thí dụ như là thế giới này là vô biên hay là hữu biên, nếu tôi đi ra khỏi cái dãy thiên hà này thì tôi còn gặp tới cái gì, rồi cách đây 300.000 đại kiếp tôi là ai, rồi thật sự là nó có, tôi xin nhắc lại, tôi người đang nói chuyện ở đây, bản thân tôi dứt khoát tôi phải là một bậc thánh, tôi không phải là cái bậc là hiền trí tuệ gì hết, nhưng mà tôi cứ nhớ theo trong kinh ấy, Đức Phật dạy rằng ấy, cái vấn đề cấp thiết nhất của chúng ta ở trong cái cuộc đời này chính là nhận ra rằng mọi hiện hữu là khổ. Chúng ta không nhằm thỏa mãn những cái thao thức, những cái trăn trở mà tôi gọi là tào lao của mình. Thí dụ như vấn đề vũ trụ quan chẳng hạn, chỉ riêng về một chuyện nhỏ xíu thôi, làm sao mà sống cho nó đẹp giữa mình với người đã là với những cái đề tài nhận thức mà nó không thật sự cần thiết cho cái đời sống của mình. Thì trong trường hợp đó được gọi là Atisa đó, thì tức là những cái nhận thiết, những cái nhận thức hay là những cái quan điểm suy tư, những cái đề tài suy tư mà nó không thực sự nó đi, nó ngủ đi ngoài luôn, nó đã ra người ta ngoài lề rồi. Là Atisa đó đích thiết. Thì ở trong cái nội dung của kinh này đó là cái vị hóa Phật khỏi cả hạn. Ở đây có một điểm rất là thú vị, tôi sẽ nói với nội dung này trước. Ai trên đài này cũng cho mình hay hết, ai trên đài này cũng cho là mình hay, mình cái điều mình nói ra là đúng hết. Ai cái ý là như vậy, cái ý của hai đoạn kệ này, ai trên đài này cũng cho mình hay, mình đúng hết, và một khi mà mình có một cái thiên kiến như vậy đó về bản thân mình thì tự nhiên thấy ai cũng dở hơn mình hết. Khi mình thấy mình hay, mình đúng, mình chính xác, lời mình nói, điều mình nghĩ là chân lý, thì tự nhiên ấy, khi mà mình chưa gì hết mà mình đã nghĩ như vậy thì chuyện đầu tiên là mình thấy người ta sai. Và chính từ cái chỗ mình thấy mình đúng, người ta sai, nó mới nảy sinh ra vô vàng, nó nảy sinh ra vô vàng những cái cuộc tranh đấu, những cái cuộc tranh luận trên cái cuộc đời này, tôi đúng và anh sai. Và cái cách nghĩ này nè, nó gây ra những cái rắc rối không chỉ là về vấn đề tâm linh tôn giáo tinh thần, mà nó còn là cái tiền đề, nó là cái điểm bắt đầu cho tất cả những cái xung đột, những cái mâu thuẫn, những cái chống trái nhau về chính trị, về văn hóa. Chúng ta thấy rồi, mỗi ngày trên hành tinh này có biết bao nhiêu là những cái chết tích lũy oan ức mà nó đi ra từ những quan điểm chính trị, những quan điểm tôn giáo. Tôi không có ý bài xích về biểu hay là chăm ngồi để cho một cái sự hiềm khích nha, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng có những cái hệ thống tư tưởng tôn giáo mà chỉ có hại cho nền hòa bình thế giới. Chẳng hạn như mình thấy cái cách cư xử của người Hồi giáo đối với ngoại đạo, rồi cái cách cư xử của người những cái tổ chức đoàn thể hay là cá nhân có những cái quan điểm chính trị phải nói là vừa đặc dị vừa cực đoan, thì tất cả những cái đặc dị, những cái cực đoan đó về chính trị hay là về tôn giáo, nó đều khởi đi từ cái quan điểm mà trong bài kệ này vừa nhắc đến, đó là luôn luôn thấy mình đúng
và người khác sai. Từ đây nó mới nảy sinh ra những cái sự chống trái mâu. Xung đột. Trong khi đó, tôi nghĩ rằng có người đông đúc này đang thắc mắc là chẳng lẽ nhưng mà tôi nhớ ngoài Đông Kinh có một điều thế này nè, hãy quan tâm đến cái gì đó thật sự nó cần thiết, như là phải làm sao giải quyết cái trọng bệnh, cái trọng thương nó của mình. Trọng bệnh cái mình mắc một chứng nan y khó trị, còn trọng thương đó là mình bị một cái sự tổn nghiêm trọng nào đó về sức khỏe, về tính mạng đấy, thì cái chuyện trước mắt là chúng ta phải giải quyết cái bằng được cái tính mạng đó, thì chỉ được chịu điều trị, cứ lo quan tâm đến chuyện rồi buông về ra. Thí dụ như trong kinh Đức Phật ngày dùng cái hình ảnh đó là một người bị trúng mũi tên, trúng mũi tên đặt nhiều hạt mèo. Thì thay vì để cho người ta lấy cái mũi tên nó ra khỏi cái vết thương đó, thì mình cứ nằng nặc mình đòi hỏi một cái chuyện đó vào tôi. Nam hay là nữ, cao thấp, mập ốm, trắng đen, đẹp xấu, người đó quê quán ở đâu, nhà ở đâu, số mấy đường gì, số con đi đâu vân. Thì trong trường hợp như vậy đó, thì rõ ràng rằng là cái người bị trúng thương đó, trúng tên đó, họ không có thời gian để mà điều trị vết thương, và chưa chắc là họ còn có thời gian để họ sống nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nếu đó là mũi tên độc thì sao? Cho nên cái điều quan trọng ở đây đó, tức là chúng ta không có nhiều thời gian để lưu tâm đến những vấn đề không cần thiết, mà chúng ta phải tập trung bao nhiêu cái năng lực, năng lượng, thời gian, công sức, tiền bạc vào cho cái việc gì nó thật sự cấp thiết và quan trọng mà thôi. Và cái sự quan tâm đến những cái vấn đề mà nó không có thật sự cần thiết, trong khi đó đời sống chúng ta quá quá sức là ngắn ngủi đi, thì cái sự quan tâm như đến những vấn đề rùi bu đó đó, được cái chữ phạn gọi là Atisaradhi, Atisaradhi thiên chấp, thiên kiến, cho rằng cái quan điểm của mình là đúng. Thì ở đây chúng ta thấy cái chữ Pali đó nên là đích thị paripta paripassanpassa nè, cái chữ này nó có một cái động từ, nó từ cái chữ paripassa này nè, nó có một động từ rất là hay, đó là paripassanam karoti, nghĩa là đầu tư. Chữ nguyên đầu tư, cho nên á đức thích pháp Baripassana đó có nghĩa là cái mình trau dịch lại cái sự thiên chấp hay là thiên kiến. Còn anh nếu mà chúng ta muốn hiểu thêm thì chúng ta có thể tra từ điển nhé, và căn cứ vào chú giải để chúng ta hiểu được đây là một cái sự đầu tư về tri kiến. Có nghĩa là sao? Thì Phật pháp, về xã hội vân vân, mình cứ ngỡ rằng thì là nó không có đáng gì hết,
Nhưng mà xin thưa với quý vị, nếu quý vị có học A Tỳ Đàm ấy, các vị sẽ thấy có một điều rất là đáng để mình quan tâm. Đó là những cái suy nghĩ nhỏ xíu đó, những suy nghĩ thoáng qua đó, tưởng chừng như không có gì quan trọng đó đó. Đó chính là một cái hình thức invest. Nó là một hình thức đầu tư đó, thưa quý vị. Dạ. Thí dụ như bây giờ mình tự nhiên mình có, mình đọc báo, mình thấy cái sự can thiệp của người Mỹ, của người châu Âu, nói chung là của Âu Mỹ, mình thấy cái sự can thiệp của Âu Mỹ vào cái thế giới Hồi giáo. Rồi những quốc gia Hồi giáo, mình thấy lúc đầu đó thì mình thấy Hồi giáo họ ác quá. Nhưng mà rồi từ cái chỗ mà mình thấy Mỹ, Âu Mỹ là can thiệp, mình thấy mình đồng ý. Nhưng mà từ từ á, mình đọc kỹ lại cho mình thấy đó, không ai ngẫu nhiên mà những người đó họ nổi khùng, họ giận Âu Mỹ. Mà chính vì cái sự có mặt của Âu Mỹ đó, nó làm xáo trộn phần nào cái đời sống văn hóa và cái đạo đức tâm tư của người, của những sứ Hồi giáo. Và người đó cứ lên tiếng thì bị chà đạp, bị dè biểu. Mà đặc biệt là Âu Mỹ đã bỏ ra một số tiền lớn để mà làm ăn với các làm ăn thì đúng là có tiền đó, nhưng mà rõ ràng cái sự có mặt của người Âu Mỹ ở cái xứ đó đó, có tiền vào túi là chính là những chính là nhà cầm quyền nha. Cho nên người dân họ bị sống trong một cái tình trạng tâm lý và nó là cực kỳ nặng nề. Thế là nó mới nảy sinh, từ đó nó mới nảy sinh, từ đó nó mới nảy sinh ra cái chuyện là họ chống đó, rồi nó sẽ nảy ra là khủng bố bạo lực. Các vị chờ tôi xin lấy đồ tôi kết. Cái chỗ lúc đầu á, mình ghét người Hồi giáo, rồi từ từ á, nó mới đi đến một cái bước xa hơn là mình có một chút gì đó thông cảm, đồng tình với những cái giải pháp mà bạo lực khủng bố người Hồi giáo. Mà mình chỉ nghĩ trong bụng mình thôi, mình vừa cầm dao mình làm bếp, rồi tự nhiên mình nghe báo mình đọc báo, nghe đài, nghe ai đó nói chuyện, trong bụng mình có một chút đồng thuận, có một chút đồng tình, mà nó thì họ cũng có lý do mới làm như vậy. Xin thưa với quý vị, chủng tử bạo lực đó mà mình không biết, nó có ẩn chứa trong đó. Tôi chỉ ví dụ thôi, nó có ẩn chứa một chút chủng tử bạo lực trong đó, một chút hạt giống bạo lực trong đó mà mình không biết. Khi mà mình có một chút đồng ý, có một chút chia sẻ, có một chút đồng cảm với cái chuyện khủng bố của một cái bộ phận Hồi giáo cực đoan ấy, thì từ gọi là vô hình chung chúng ta ngẫu nhiên chúng ta có một chút chủng tử, có một chút chủng tử trong lòng của mình ấy, cho cái chuyện mà khủng bố bạo lực bạo hành đấy. Mà nó nhỏ xíu thôi, mà đời này kiếp này thì không sao, mà đời sau kiếp khác coi chừng. Chỉ cần cái hạt giống này mà nó gặp đúng cái môi trường, gặp đúng cái điều kiện ấy, thì nó sinh sôi nảy nở, thì lúc đó là chết. Bởi vì các vị làm ơn nhớ là cho tôi một chuyện thôi, cái chủng tử giác ngộ là gì, là chủng tử giác ngộ cái hạt giống bồ đề là cái gì. Đó là một lần nào đó trong đời của mình, trong dòng sanh tử liên hồi của mình, mình nhìn thấy một cái lá vàng nó rơi, mình nghe một câu nói của ai đó rằng mọi thứ là phù du, mọi thứ là do duyên tạo, mọi thứ là phù du, đủ duyên thì nó có mặt, rồi cũng đủ duyên thì nó biến mất, băng hoại vô thường không còn nữa.
những cái câu nói tưởng chừng bâng quơ đó, đó nó ghim sâu trong cái tiềm thức của mình, nó trở thành ra một cái thứ hạt giống, một thứ chủng tử mà đời sau kiếp khác, khi mà cái công đức của mình một lúc nào đó mà nó gom đủ rồi đó, mà chỉ cần gặp Phật ra đời đó, ngài chỉ nói một câu thôi mà chứng quả ngay. Vì sao? Là vì cái chủng tử hay là cái hạt giống ngày xưa bây giờ nó đã đủ duyên, nó đủ duyên để mà nó đâm chồi nảy lọc, nó nảy mầm, nó ra một cái cội cây. Thì cũng vậy, tất cả những cái suy tư chúng ta về cuộc đời này, về văn hóa, về tôn giáo, về chính trị ngay trước mắt mình, cứ tưởng nó không có đáng gì hết, nhưng mà không, nó chính là một thứ chủng tử, nó chính là những cái hạt giống mà mình không bao giờ. Tại sao đối với vấn đề giải thoát đó, thì mình tin một hai câu đạo mà mình nghe được ấy, một hai câu kinh, một hai lời pháp mình nghe được, nó là một hình thức vô duyên, một hình thức vô duyên. Thì tại sao những suy tư tào lao kia nó không phải là hình thức vô duyên? Chắc chắn nó cũng được xem nó tương đương như vậy thôi, thưa quý vị. Cho nên ở đây nó có chữ rất là quan trọng, khi tôi định nghĩa chữ Vipassana. Đích thì Vipassana là sự đầu tư quan điểm, sự đầu tư tri kiến. Và chúng ta có thêm một cái động từ nữa chúng ta học ở đây, tức là Vipassana Kroti, tức là động từ đầu tư. Cái đó quan trọng lắm, đó là những cái chữ mà chúng tôi đặc biệt muốn lưu tâm trong buổi giảng sáng nay. Vào trong kinh Phạm Võng, trường bộ, dạ, thì sẽ thấy rằng Đức Phật ngày đó mới ngày dạy rằng những cái quan điểm tri kiến, những quan điểm tri kiến của chúng ta nó có rất là nhiều nguồn nó đến. Thí dụ như cái nguồn thứ nhất đó là phải có những người có tu hành, có sở chứng, có chứng đắc, có thành tựu, có chứng đắc làm từ các cái thành thiền định, họ tận mắt họ nhìn thấy chuyện này chuyện kia, rồi từ đó đó họ mới có những cái quan điểm tri kiến. Thí dụ như là mình bây giờ đó là mình có thần thông, mình tu hành nó thần thông, mình nhìn thấy có những cái cảnh giới mà họ sống nhiều triệu năm, nhiều tỷ năm. Thí dụ, tôi ví dụ nhẹ nhàng thôi, thí dụ như cái cõi mà dục thiên tha quá tự tại, sống được 9 tỷ năm, rồi cái cõi vô tưởng thì họ sống được 500 cái đại kiếp. Thì nó có những, nó có những cái vị mà chứng đắc thần thông ấy, họ nhớ được kiếp trước, nhưng mà cái số lượng mà họ, thời gian cái số kiếp mà họ nhớ được ấy, nó không có giống nhau. Có người họ chỉ nhớ được một ít, có người thì nhớ nhiều hơn. Nhưng mà trong chú giải cái nói rằng đối với cái hàng ngoại đạo thì họ nhớ tối đa đó, ngoại đạo tín thiền nhớ tối đa là 40 đại kiếp. Các bồ tát thì gấp đôi đó. Riêng các vị đại thanh văn có biệt hạnh như thiên nhãn hay đầu đà thì tu ba la mật bao lâu nhớ được bấy nhiêu. Thí dụ như người A Nan, người Ca Diếp, thì các vị đó tu ba la mật 100.000 đại kiếp, cho nên cái khả năng nhớ các vị đó, đó là nhớ về quá khứ cũng là 100.000 đại kiếp. Hai vị thượng thủ thanh văn
tu ba la mật một tăng kỳ và thì cũng nhớ được bao nhiêu đó. Chư Phật độc giác nhớ được dùng đó riêng, chư Phật chánh đẳng giác thì không giới hạn. Bồ Tát hả, hạnh tinh tấn như Bồ Tát Di Lặc á thì tu tám chục tăng kỳ, hoặc là Phật Ca Diếp thì hạnh đức tin để từ tám tăng kỳ hạnh trí tuệ thì tu ba la mật bốn tăng kỳ. Mấy chuyện mấy chỗ này tôi chịu khó tôi ghi là tại vì rồi cảm ơn Bồ Tát Di Lặc hạnh tinh tấn. Rồi đó, tôi nhắc lại, tôi đang định nghĩa cái chữ tắc cá, tôi đang định nghĩa cái chữ tắc cá mà tôi đã đi một vòng xa như vậy. Bây giờ tôi muốn nhân cái này tôi nói một chuyện khác một chút, bởi vì để cho sau cái buổi giảng trung bộ kinh ấy thì sau sau buổi giảng này nè chúng ta lại biết thêm nhiều chuyện khác chứ không phải là chỉ khư khư về kinh hết. Dạ thì các vị mà đạo sĩ từ ngoại đạo đó mà có đặt được ngũ thông á thì họ chỉ nhớ được có 180 kiếp. Thì các bạn tưởng tượng đi, nếu mà mình nhớ được 40 kiếp thì mình rõ ràng mình nhớ được cái thời gian của cái cõi trời 9 tỷ năm nha. Nhưng mà nếu mà mình chỉ có khả năng nhớ 40 hoặc 80 thì làm sao mà mình nhớ được cái thời gian mà 500 kiếp, làm sao mình nhớ nổi 40 và 80, nó đâu có nghĩa lý gì so với con số 500. Đấy, được chưa hết. Sẵn đó thì mình nói luôn, là các vị đại thiên văn mà có biệt hạnh á, như là Thiên Nhãn hay Đầu Đà đó, thì tu qua là mặt bao lâu thì nhớ được bấy nhiêu. Thí dụ như nhà em đang nhà ra Hồ La đó, thì tu 100.000 đại kiếp, cho nên khi mình chín rồi đó thì cũng nhớ được chuyện đó. Ngài Xá Lợi Phất Bồ Tát Liên á, tu qua là mặt trong một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Một A Tăng Kỳ tức là 100.000 đại kiếp á, nó gồm năm con số không, một con số một và năm số không là 100.000. Như một A Tăng Kỳ ấy, một A Tăng Kỳ ấy, thì đó là 10, thế đâu biết nó được lũy thừa 140, có nghĩa là một tiếng Anh là con số 1 cộng thêm 140 con số 0. Đấy, có nghĩa là đối với Ngài Xá Lợi Phất Bồ Tát Liên Hiệp các vị tu tập,
ngàn đại kiếp. Rồi riêng về ba về các vị Bồ Tát chứng bổn giác á, cho nên trong kinh nhiều khi không có kể 20 mà chỉ kể có 4 là như vậy đó. Như Bồ Tát mình đó thì cái thời gian mình phát triển trung tâm thôi, âm thầm á là 7 a tăng kỳ. Cái thời gian mà nói ra là 9 a tăng kỳ, tổng cộng là 16 a tăng kỳ. Rồi khi mình được trải qua 16 a tăng kỳ rồi là chư Phật, Đức Phật Như Đăng là thấy là người được bằng 4 a tăng kỳ, 16 cộng 4 là 20, tổng thời gian là 40 là 20 nhé. Nhưng mà ở đây mình chỉ kể 4 là kể cái lúc mình chắc chắn thôi. Thì cái hạnh hạnh trí tuệ đó thì bậc trí tuệ giác phần chấm nhất vì căn cơ xuất sắc hơn thường, trí nhân tâm đánh nhân viên, nên khi quan chiếu vô thường nhận ngay hạnh đức, hạnh đức tâm nó tu dạy hơn. Còn cái hạng mà đức tâm thì chậm hơn chút, cái coi nặng về niềm tin hơn là cái về suy tư lý lẽ, còn cái hạng tinh tấn thì còn thả là tạm ví dụ thôi. Chứ còn trong hình thức mình thấy vậy, nhưng mà trong tâm hồn mình đáy sâu tư tưởng mình ra mình không có biết. Nhưng mà chỉ ví dụ để rõ ràng trong chùa đó, bỏ là trong đạo mình nói chung, có những người họ đến đây, họ đến với đứng đây, họ hết tâm trạng về, họ thích thà thôi. Dạ. Hết bộ này tới bộ khác, nước về, tỉnh về, tậu về, mưa về, cuối cùng lễ thà ở trong tử, chơi vô vui, cái tử. Là tử bằng gỗ quý nha, cái kiếm phải là kiếm gì, kiếm như thế nào, rồi bài trí ra sao, đem chiếc tàu được đánh là để ra khơi, cuốn sách được in là để cho người ta đọc, mà đằng này tàu được đóng xong rồi đem để anh bà, rồi cái này là bị để anh bà, sách đem in xong mà không có được coi mà bị đem đi thà, rồi mình có nói là bị thà. Thì cái hạn trí tuệ đó họ gặp cái bộ tâm trạng lý giải là chỉ đầu tiên là họ lục ra, họ câu, họ nghiên cứu, còn không đó là họ chỉ họ đi hành trường tứ đồng xứ là cái này đó. Rồi tới họ gặp tâm trạng cũng vì cũng lại cũng cấn cũng gái đóng tử cũng chia thà thôi. Suốt là cái quần rất quần rất quần rất họ lấy cái chuyện mà phục vụ, lấy cái chuyện mà đổ mồ hôi là cái niềm vui, họ lấy cái chuyện nặng nhọc là làm cái công phu tu tập khó nói lắm. Bởi vì tôi biết ở bên Mỹ có một ông cư sĩ ngày xưa là giáo sư đại học, bây giờ ông sang Mỹ rồi đi làm thời gian có tiền mở nhà băng, rồi ông có một người mẹ già chín mấy tuổi gần 100, ông dành hết thời gian chăm sóc cho mẹ. Xong rồi ông chạy về chùa, ông chỉ làm có một chuyện thôi là đổ rác và rửa chén. Ăn mặc thì cả cứ toàn toàn mình nhìn vô mình không có cách nào mình biết đây là một vị giáo sư đẹp. Và trong chùa có những cái thư từ, có những cái đơn từ viết lắm này nọ mà bằng tiếng Anh đó, là lúc nào cũng giao cho ông chịu trách nhiệm về phần đó. Mà mình nhìn ông mình cũng nghe được là ông ở xuống bếp đi làm cái chuyện của mấy bà mấy cô, ông đi đổ rác rồi ông đi quét nhà rồi ông đi rửa chén vân vân và vân vân. Cho nên nhiều khi mình nhìn thấy người đó cũng khó lường lắm, cho nên mình đã tôi nhắc lại cho nó chỉ cho mình thức thôi nghe.
chúng ta thành thức thì cái hạng tinh tấn là cái hạng mà thích phục vụ, thích tay chân, lấy cái chuyện mà nặng nhọc cái làm niềm vui, lấy mồ hôi nó làm công phu tu hành đấy. Còn cái hạng mà Bồ Tát mà đức tâm ý thì coi nặng cái chuyện đời cúng tín ngưỡng, tin tưởng khấn vái cầu nguyện đấy. Còn cái hạng mà trí tuệ đó là coi nặng cái chuyện thiền định, rồi thì là nghiên cứu tham khảo vân vân. Và trong chú giải có nói thêm là cái hạng tinh tấn, tôi biết tôi đang lạc đề nên nhớ, tôi biết rõ tôi đang lạc đề nhưng mà nó không có, nhưng mà nó rất là cần thiết, bắt buộc tôi phải nói để tôi quay lại. Cái hạng tinh tinh chú giải nói rằng cái hạng tinh tấn thì đức tin mạnh hơn trí tuệ. Có nghĩa là mỗi vị Bồ Tát thì có ba cái thành tố tâm lý, ba cái thành tố tâm lý, ba cái thành tố tâm lý. Hoặc là ba cái factor. Ba cái thành tố tâm lý. Thí dụ như là mọi cái tinh tấn là số 1 rồi, nhưng mà cái nhiều số 2 đó là đức tin. Cái nhiều thì được cái số 3 đó trí tuệ, đó là tinh tấn. Còn cái hạng đức tin ấy, thì cái đức tin đó là nó chiếm là vị trí số 1, trí tuệ đó vị trí số 2, và tinh tấn là vị trí số 3. Còn riêng về cái ông mà chuyên về cái hạng trí tuệ đó thì đức tin đó nó ít hơn là tinh tấn. Cái đức tin là tinh tấn. Các vị có nghe kỹ hơn cái tầm quy là cái này không? Hành trí thì tính ít hơn tấn. Cái hành tính thì trí nhiều hơn tấn. Còn cái hạnh tấn thì tính nhiều hơn trí. Đó, các vị có nghe kịp không? Không biết các vị có hiểu chỗ nào? Hạnh chứ phải hạnh. Có nghĩa là mỗi một vị Bồ Tát như vậy đó thì có những thành tố tâm lý. Thì ví dụ như bây giờ đấy, các vị mà nặng về tinh tấn thì cái đức tin của vị đó nó nhiều hơn trí. Chú giải nói cho nó tôi nói nha, chú giải nói cái hạnh tinh tấn thì Bồ Tát mà nặng về hạnh tinh tấn thì cái đức tin thì nó nhiều hơn trí tuệ. Rồi cái hạnh mà trí tuệ đó, cái vị mà tu hành trí tuệ nhiều á thì kỳ cái tinh tấn nó nhiều hơn đức tin. Rồi bây giờ tôi trả lại cái chữ tắc khác. Có những người mà họ chứng đắc thiền định á, họ nhìn thấy những cái cõi tâm gì đó thôi, gọi là 1 tỷ 2 tỷ tâm gì đó, cho nên khi họ nhìn lên các cái cảnh như trời đó, họ thấy có những cảnh trời nó chỉ có sanh ra mà không có chết đi, đã nó kẹt ở cái chỗ đó đó. Cho nên cái những cái tôn giáo bên đời này nó xuất phát từ những cái vị họ đắc thiền mà mình biết nhiều ngàn năm về trước, nhiều thế hệ về trước của những vị họ đắc thiền. Rõ ràng là thiên hạ nhìn thấy rõ ràng là sư phụ của mình bay được, rồi chính sư phụ mình đã dùng thần thông cho mình thấy cõi trời, chính sư phụ mình dùng thần thông cho mình thấy địa ngục, chính sư phụ mình dùng thần thông để mình nói chuyện với các loài bàn xanh cho mình nghe trước mặt mình, trong cái sự chứng kiến của mình thì làm sao mình không tin. Mà nó kể có một chỗ là chính vì sư phụ mình có cái khả năng quá hạn chế, cho nên sư phụ mình mới nói thế này, con biết không, nó có những cái cõi mà chỉ có sanh ra mà thầy không thấy người ta chết đi, như vậy đó chính là thiên đường đó con. Đó là thiên đường đó, đó là thiên đường, đó là những cái cõi mà con có thể giờ đó sống đa đời đời bất diệt bất tử nghe. Con có thấy hồi nãy cái sư phụ cho con thấy rồi à, trên đó thì ngọc ngà kim cương không thiếu nghe. Trên đó thì coi như là tiên nữ tiên nam ai cũng khỏe mạnh, con thấy rồi. Trong đó không có bệnh hoạn, trong đó không ai là người xấu, người nghèo hết, con thấy rồi à. Mà thầy xác định với con là thầy chưa được gì nữa. Thì chính từ những vị này nè, nó mới hình thành ra những cái tín ngưỡng về một cõi vĩnh hằng nào đó.
về lâu quá từ từ thêm thâm lâm nhán, còn cái khái niệm hay còn cái quan niệm cho rằng nó tương tự thiên đường của người thôi. Đó là chúng ta thấy ở Việt Nam mình ấy, mình tạo ấy, mình tạo á thì nó có cái chữ cái chữ Nam Kha. Không biết ở đây có ai là nhớ chữ Nam Kha không? Tôi nhớ được giải pháp được kinh nghiệm không? Tôi sẽ giải được kinh nghiệm. Ấy thì Minh Đào hồi xưa có cái ông thư sinh, ông đi thi. Rồi ông đi sau một ngày đường cũng mệt quá. Bà con còn còn nghe, dạ đúng rồi. Nó là giống như vậy. Thì ông nằm, ông đi mệt, ông đi xuống cái gốc cây đó, ông kiếm cái gốc cây mất mát nằm ngủ. Thì ông thấy cũng được, ông thi đỗ, rồi ông làm phò mã, rồi ông được những chức tước công hầu khanh tướng tùm lum hết. Mà cuối cùng khi mà ông thức dậy rồi đó, thì ông giật mình, ông biết rằng thì ra nãy giờ những cái mình thấy nó chỉ là một giấc mơ. Thì ông mới nhìn thấy đó, trên cái nhánh cây gần cái chỗ nằm đó, trong nó có một kiến đang bò. Thì ông mới hiểu là một chuyện đó là thì ra à, thì ra à, con người mà trong vũ trụ nó cũng nhỏ như vậy, rồi bao nhiêu cái toan tính danh lợi nó cũng là một cái trò chơi phù phiếm, mình chỉ là những con phiếm thôi. Và nắng chiều nó rọi lên cái nhánh cây đó, rồi nhìn nó nghĩa thân phận của ông, nó cũng bọt đều nhỏ bé như cái đàn kiến đó vậy. Và theo sách đó là cái nhánh cây nó nằm ở phía nam thì gọi là Nam Kha. Rồi có người kia là giấc mộng kêu vàng, cũng thế là nấu một cái nồi cháo cơ nó chưa có chín, và nó có cái người nấu thì nằm ngủ thấy đủ thứ chuyện, thấy mình thi đổ mà bị làm quan làm phò mã, rồi bị vua giá họa, rồi bị ra phước trường pháp trường chặt đầu, bị sợ quá thiệt mình vậy, nồi cơ nó chưa có chín nhiều lắm đó. Thì gọi là giấc mộng hoàng liên đó, hoàng chứ hoàng có rê hoàng liên. Thì bên Việt Nam mình có cái có ở ngoài Bắc á, nó có một cái ngoài Bắc, tôi quên là tỉnh Hà Nam hay Bắc Ninh Ninh gì đó tôi quên rồi, cái vị vào internet tôi nhìn thôi, nó có một cái địa, nó có một cái địa danh và nó cũng có một ngọn núi, nó tên là Lạng Kha. Lạng chỉ Lạng không có rê, Lạng Kha. Mà tôi thích cái chuyện Lạng Kha, Lạng có nghĩa là một mét, Lạng là một mét. Kha là nhánh cây, hồi nãy tôi nói là Kha là nhánh cây, là Lạng là một mét. Là có một cái ông tiều phu á, ông lên núi đốn củi, ông đi lạc đường à, ông đi lạc đường á thì ông mới, ông đi tầm lâm đi chỗ nào thì tìm đường, ông được lên chỗ kia, cuối cùng ông mới lên được một, ông lên, ông đi ngang một cái chỗ đó, ông thấy có hai ông già râu tóc bạc phơ rồi đánh cờ. Rồi cái ông thấy cái đánh cờ nó quá là ly kỳ, ông tiều phu này cũng biết chút dĩnh. Rồi đánh cờ, ông thấy cái đánh cờ nó hay quá vậy, cả miếng đánh con. Ông coi xong một lát sau đó thì một trong hai ông già nói thế này, thôi trời tối rồi nghỉ chơi đi, ngày mai chơi tiếp. Thì lúc đó hai ông già ông mới biến mất tiêu. Thì cái ông tiều phu nó mới nhìn lại đó, thì ông thấy rằng cái cây búa ông cầm bên tay đó, cái cán nó mục rồi. Có nghĩa là ông đã đứng ở đó không biết mấy năm rồi, và ông mới biết nó bỏ không biết bao lâu rồi. Và khi ông quay về đó thì những người quen của ông là có rất là nhiều người đã chết rồi. Thì dĩ nhiên cái chuyện này quý vị có quyền phân tích, nhưng mà cái mà tôi chú ý ở đây, cái mà tôi muốn lưu tâm ở đây là một vấn đề, đó là có phải không, có phải núi đồng cà không. Tôi nhắc lại cái thái độ của tôi khi mà tôi coi cái chuyện đó, tôi không có tin như một đứa bé, mà tôi chỉ chú ý, tôi chỉ chú ý thôi, tôi chỉ chú ý đến những cái tình tiết mà nó gợi ý những cái đề tài suy tư của tôi. Thì có cái đời sống mình nó mong manh lắm quý vị, nó mong manh bằng từ chỗ mong manh nó mới nảy ra những cái câu chuyện này, cái đó cái gian mà có. Thì Lạng Kha, cái thích là chuyện Lạng Kha là đứng nhìn cái cuộc đời dân biển mà trong khi bản thân mình già đi lúc nào không hay. Tôi rất là thích những câu chuyện, tự nhiên tôi không biết câu chuyện nữa, bị hỏi đi tâm đâu chứ không cần trả lời, mà tôi chỉ nói là tôi thích những câu chuyện mà cứ lo chạy theo cái chuyện đời mà mình tóc bạc lúc nào không hay. Đó là vậy đó. Cho nên cái chuyện thứ nhất là có những cái nguồn gốc
nghĩa là những nguồn gốc triết học hay là tôn giáo nó được khởi đi, nó được khởi đi từ những cái người có tu chứng, mà khổ một chỗ là cái sự chứng đắc, cái sự hiểu biết của họ có giới hạn và nó trở thành cái đại hòa cho người khác. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là những cái quan điểm về chính trị, về tôn giáo văn hóa nó được khởi đi từ nguồn thứ hai, đó là suy diễn. Đây bây giờ tôi mới định nghĩa với chữ này, chữ tắc trá. Nãy giờ trong kinh tôi biết nhiều người có lẽ cũng khó chịu nghĩ tại sao tôi đi lạc đề mà đi của hồng quá xa à, nhưng mà bây giờ tôi mới trở lại đây. Cái hồi nãy là nãy giờ đó là cái ông lạng ra không phải là nát rìu mà là rìu cái cán búa bị nát nha, cán búa bị nát. Thì cái nguồn thứ hai để khởi đi những quan điểm về triết học, về tôn giáo, nó chính là suy diễn. Đại chữ Phật này nó trả lời cái này là tại sao nó có những cuộc tranh cãi về kinh trước chúng ta đã học rồi. Thì bây giờ đó là chúng ta chỉ ôn lại thôi. Đó là một hồi làm ơn có ai đó trong đêm nhắc lại dùm tôi một câu thôi, chứ không thôi tôi sẽ quên. Đó là có cái sự tương quan nào giữa cái khuynh hướng tầm và si? Tại vì tất cả là sáu khuynh hướng tâm lý nha, chúng sanh có vô số nhưng mà gom lại có sáu nhóm thôi. Tức là nặng về dục tính, tức là nặng về tham, nặng về nộ tính, tức là nặng là sân, rồi động tính tức là nặng về si, tham sân si, rồi đản tính có nghĩa là tính nặng về tính tầm, đản tính, rồi tầm tính, rồi cái nặng về đức tính tức là mạo tính, rồi nặng về trí tuệ đó thì gọi là ngộ tính. Đấy thì tất cả tôi nhắc lại, vô số chúng sinh từ con ruồi, con dồi, con trùng, con dế cho đến những vị phạm thiên cao cấp nhất, tôi nhắc lại, từ con dồi, từ con ruồi cho đến vị phạm thiên cao cấp nhất thì cũng chỉ nằm ở trong sáu hạng này thôi: tham sân si, tầm tính giác. Có nghĩa là có những vị nặng về dục tính, nộ tức là tánh sân, nộ tánh, rồi động tánh tức là si, tha dục tính, nộ tính, động tính, đản tính, mộ tánh và ngộ tánh. Làm ơn ghi với chỉ kêu dùm tôi nha. Thì tất cả những khuynh hướng này là đặc biệt trong đó, đó cái tánh si và cái tánh tầm đó, nó có nhiều cái điểm tương đồng lắm. Cho nên cái bài kinh mà dành cho cái những vị trời mà cái tâm si và cái tâm tầm ấy thì sao, nó giống nhau à, nó giống nhau. Và một điều nữa xin nhắc lại sợ bà con nên vinh quên, tức là đừng có tưởng là sáu bài kinh này là tất cả nha. Vì toàn bộ tâm tạng mà Đức Phật để lại cho mình ấy là dành cho cả sáu hạng, nhưng mà sở dĩ mà tôi đặc biệt tôi nhấn mạnh sáu bài này là bởi vì trong kinh có kêu tên đích danh sáu bài này là bài nào dành cho ai nha. Chứ còn tất cả tôi nhắc lại chỉ ghi vào sáu bài này thì được nhớ rõ, còn toàn bộ những bài kinh khác cũng chỉ dành cho từng hạng cơ tánh. Khổ một chỗ là trong kinh có bài được ghi rõ, có bài được không có ghi. Chỉ có tôi nhớ 1000% mà tôi có thấy lâu lâu những bài kinh mình ghi rõ cái bài này dành cho cái hạng nào, bài này dành cho cái hạng nào. Cho nên là đó mình phải ghi nhận điều đó. Điều thứ hai đó là mời với tôi điểm này: nếu Đức Thế Tôn không phải sống 80 tuổi mà ngày sống 800 tuổi, 8000 tuổi thì những cái bài kinh mà kiểu này nó sẽ có vô số nha, chứ đừng có nghĩ đây là tuyệt đối. Rồi đi đầu mới sử dụng sáu bài này là dành cho sáu cơ tánh vậy là chết tôi, không phải. Chỉ trong đêm đó mà thôi, kính thưa quý vị, chỉ trong đêm đó mà thôi. Thí dụ như bây giờ trong đêm đó có sáu nhóm khách đến thì mình đãi cái nhóm khách mà miền dân miền Tây Nam Bộ đó, thì mình cho anh ăn món gì món gì. Cái đám người khách mà đến từ miền Trung Phan Rang Tân Lý Sắp Trà nên mình cho anh ăn cái gì. Cái đám khách mà từ là Quảng Bình, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam mình cho anh ăn cái gì. Rồi cái đó mà Thanh Hóa, Nghệ An, Vinh nữa mình cho anh ăn cái gì. Chỉ có đêm nay thôi, nhưng mà đêm nay mà cái đám Đà Nẵng mà nó quay lại đây để cho anh ăn cái khác à, rồi đêm mốt mà cái đám Đà Nẵng quay lại đây tôi cho anh ăn món khác
chứ không có nghĩa là đêm nay tôi đổi đãi Đà Nẵng ăn cái gì thì đời đời kiếp kiếp để còn gặp nhau thì tôi cứ đè nó ra, tôi cán, tôi thồn, tôi giọng, tôi nhé, tôi ăn cái món mà tôi không phải nhé. Cho nên là chỉ trong cái đêm này thôi, trong khi dạy có nói lúc bây giờ Đức Thế Tôn quan sát mà thấy cái đám mà nặng về tham đêm nay mà đến đây nè, nó cần phải nghe cái này. Tại sao? Là vì họ đã có cộng nghiệp tốt nhau, cộng nghiệp chỗ mình lại đi lạc về nữa, không nói không được. Sinh đưa với bà con cộng nghiệp đó, nó có hai trường hợp. Một là cùng với nhau đời trước làm cái chuyện gì đó giống nhau, bằng một cái tâm trạng giống nhau, một hành động giống nhau thì gọi là cộng nghiệp. Nhưng nếu có trường hợp thứ hai là trong đời trước từng làm nghiệp giống nhau mà không hẳn là phải cùng nhau, chết chết rồi. Làm ơn ai ghi dùm cho tôi mệt, con mắt tôi nó mỏi lắm rồi. Cộng nghiệp có hai trường hợp, một là cùng nhau làm một việc, mọi thứ giống hết tâm tư giống nhau, hành động giống nhau và cùng nhau làm, đó là cộng nghiệp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai là không cần cùng nhau, miễn là có tại sao mà cái người mà họ còn sống thì tới giờ này chị, có nghĩa là họ không có làm cùng nhau nhưng mà cái hành động là cái hành động giống như y chang. Sáng nay lúc 10:15 tại Bạc Liêu có người ngồi câu cá, và cũng 10:12 sáng nay ở Đà Nẵng có một người cũng ngồi câu cá. Thì hai người này tuy không có làm chung nhưng mà coi như là họ có một cái nghiệp giống nhau và cái tâm tư của sở thích giống nhau, và cũng như bà tôi nói rõ cũng không cần cái thời gian giống nhau nữa. Thí dụ như bây giờ tôi câu lúc 2 giờ sáng, 2 giờ chiều, ông kia câu lúc 10 giờ sáng thì nghĩa là cái công việc sắc xanh nó giống nhau, và cũng không hẳn là công việc nó hình thức giống nhau nữa, nghĩa là nó giống nhau trên hình thức sắc, trên cái ý nghĩa sắc xanh thôi. Thí dụ như tôi đi giết con heo mà ông kia vẫn câu con cá thì nghĩa là nghiệp sát là được rồi nha. Tôi đáp lại, nó có những cái cộng nghiệp mà nó không có giống nhau lắm, miễn là nó cái tinh thần nó giống nhau thôi, các vị có nghe hiểu không? Các vị nghe kịp không? Không. Uống thuốc lậu, hừ thề. Bà mẹ đi trồng dễ chuối, hừ thề. Rồi bà mẹ bị tai nạn gì đó, mình cũng chết trong bụng mẹ, hoặc là được 3-4 tuổi chết đuối và sông rồi suối, hoặc là lớn lên đi lính chết rồi xa trường tử địa, hoặc là đi máy bay đi ra cổ, nói chung là sống không có trọn được cái tuổi đời, nghĩ làm sao mà chết yểu rồi, nghĩ là đi ngủ sớm thôi nha. Cho nên cái cộng nghiệp có hai trường hợp, một là cùng nhau làm cái chuyện gì đó bằng cái tâm tư tình cảm giống nhau thì gọi là cộng nghiệp. Trường hợp thứ hai, cộng nghiệp nó không có phải là làm cùng nhau, nghĩ là cái công việc, cái hành động đó là cùng một cái tinh thần, cùng một ý nghĩa. Thí dụ như người thì nghe pháp, người thì coi kinh, người thì tu tí niệm xứ, nghe chưa không? Người thì nghe pháp, người thì luận đạo, người thì hành thường tí niệm xứ, thì các rồi mỗi người thì ấn tống kinh sách. Nghĩa là nhắm đến cái mục đích phát triển trí tuệ, thì cả ba người này xem ra đều có trí tuệ, đều gọi là những người cộng nghiệp trí. Thì trong cái đêm đó cũng vậy, có những vị trời mà khi mà họ về cái đêm đó, họ nghe pháp, họ có cái cộng nghiệp với nhau, cho nên nó khi cái đề tài nghe nó cũng giống nhau. Đây là cái sẵn cái được kinh, tôi nói luôn 1 tỷ gì hết quan trọng lắm. Có nghĩa là
chứ nó có một cái trường hợp là tôi chỉ trong trường hợp xấu nha, nghĩa là cứ trâu bò hay trâu ngựa kiếm nhau chứ không có kiếm thứ khác. Nhưng mà trong trường hợp mình không có dùng cái câu đó được, nhưng mà mình có thể hiểu là chỉ nhân luôn thì có thể biết chỉ nhân mà anh đang có ống nhiệt kế đó, ống nhiệt kế nó có chỉ nhân luôn đó. Làm ghi cái câu này xuống nghe, rồi khi nào mà một lát nữa đó tôi lúc mà một chuyên nhân tôi nói ô bây giờ lớp học mãn rồi mà lớp tôi trả lời nghe. Chứ còn ok tôi trả lời luôn, tại sao tầm á nó đi một cặp với si mà nó hiểu lầm rồi cái câu này hiểu lầm rồi, cái người hỏi này hiểu lầm rồi. Một là quý vị hiểu lầm, còn hai đó là tôi nói với quý vị tôi nói không có rõ nha, tôi quay lại một lần chút sợ tôi quên. Rồi có người hỏi tôi là tại sao mà tầm đi với si mà không phải là tầm với tham. Có nói cho đủ thì là 63 trường hợp cơ tấm đó. Ở đây là chỉ nói vắn tắt à, tại vì có những người á, mà có những người đó là tầm mình nặng mà tấm giác cũng nặng. Rồi cái này mới vui nè, là có những người si nặng không, họ là vừa là động tấm vừa là ngộ tấm mới chết được chứ. Dạ có những người như vậy, có nghĩa là có những cái gì họ rất là ùn lì, họ không chậm kinh hoàng luôn, nhưng mà có được, nhưng mà có những trường hợp họ nhanh hơn mình. Ở đây tôi xin trả lời, tôi xin nhắc một chuyện thế này. Ở trong lưu trai có kể mình một câu chuyện mà nó rất giống với Phật pháp của mình. Là có một cái ông đó không nhận nuôi một thằng bé không cha không mẹ, nó khờ coi như nó hạch hạt á, nó hạch hạt, nó khờ, nó chậm lắm. Coi như alo có bị còn nghe không, có bị còn nghe không? Chết hết rồi. Rồi cảm ơn. Nếu mình nhớ không lầm là nó tên là Tú, tiếng Hán. Khi mà mình kêu một đứa bé mình kêu mình thêm chữ A, nó A là thằng, A là thằng, là Tú. Thằng gọi là con, chữ A như là thằng như là con. Hiểu cái gì vũ có đủ, cái gì mà biết được cái gì thôi. Nó còn ngủ là ráng tránh đôi mắt ra, còn bữa nào cái gì hỏi mà tào lao nó quại rồi. Ok thì ảnh nuôi nó mộng với mong với làm nó giúp cho ổng là bưng trà hầu nước, bưng cơm quét nhà, đuổi gà đuổi vịt, chứ còn ổng không có hy vọng là cái thằng này nó làm được cái gì hết, nó khờ lắm. Mà ông chủ này nó không có nhờ vẽ tranh, ổng có cái ổng là người vẽ tranh rất là đẹp. Thì cái bữa nào buồn buồn vậy cái ổng bài cọ rồi giá vẽ ra rồi xanh rồi vẽ, bữa nào mình đẹp trời đó ngủ vẽ ông chơi xong rồi nó bẩm đi đâu cũng đem nó theo. Thì nó ra nó nấu trà rồi nó bưng nước rồi kêu đi lấy này kia tổng sao đặt sao đặt. Thì bữa nó ổng cầm cọ đang vẽ là nó đứng tới bên, nó nói cái chỗ này phải lại một chút nữa hay cái chỗ này nó đậm, đúng rồi cái này thấy con vịt rồi vẽ như vậy thì nó không được sinh động lắm đó, là cái cỏ nó phải nhúi một chút à đó 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 như thế đó, đúng rồi thì hồi đầu ông kia nó ấm bực thì ông kia đâu hỏi chứ mày biết cái gì, thì nó nói mày nói thôi, nó nói thì con thấy sao con nói vậy, ông chủ không cho thôi con không nói nữa.
rồi cái nó đứng cách ra ra nó không nhìn đấy thì ổng mới ngẫm rồi lên có nhờ ổng ngẫm ra thành thử nó nói đúng thằng người nó nói đúng cái chỗ này phải lật lại trước cho nó đẹp đúng rồi đúng cái cổ rồi dịch chỗ này nó phải nhúng rước là nó mới sống nên tao nhìn nó còn dịch từng nhựa thả trên trên nước đúng rồi trúng ổng thấy lạ và nó kêu nó rõ ràng là bây giờ mình góp ý cho tao cái chỗ này là bắt cái núi bây giờ tao tao muốn cái núi là đúng rồi mà tao muốn làm sao mà cho tao nhìn vô cái núi chứ ha mà người ta thấy ra là làm như có ai đó nó sắp đi ra mặc dù không có người nha mà bây giờ tao nhìn mà tao thấy làm như nó muốn có người nó đi ra rồi vậy nó phải có cái thần như vậy chứ mà làm nó góp ý và ông thấy thương quá ông mới bỏ tiền nó trở đi học rồi về sau nó trở thành một bậc danh họa đấy thì mình dùng cái hình ảnh này nè mình tạm hiểu cho cái hạng người tôi vừa nói là có những người họ lạ lắm họ có cùng một lúc mấy cái khuynh hướng tâm lý mà mình nhớ trong tâm lý học nó có một cái loại người nó kêu là mấy cái điều mới là loại người này không có gọi là loại người đa nhân cách đấy có nghĩa là có một lúc nó ù cà cà nó là khờ nó lúc dốt nó chậm chậm vậy đó nhưng mà có những chuyện họ rất là dễ dữ ghê lắm dễ ghê lắm và có những người thấy họ thì những người tới họ đi giết người có nghĩa là hết họ ép họ quá họ sẽ giết người đôi khi mấy người mà nóng tính ấy đôi khi có những người mà nóng tính thấy vậy đó mà có nhiều người họ la họ hết nhưng mà họ la rất là hiền họ nhé bởi vì những người mà cứ cười người mát này á lúc nào cũng sờ sờ thôi có gì đâu anh em mà có gì mà tới hồi mình cơ nó lên á nó lụi mình xong rồi nó còn lắc con dao tôi gió vô rồi mình đi vô lại anh ấy nhá khỏi cứu luôn nó đổ xuống đời dần nữa mà nó còn ép mình uống thêm chai xác sự đi cho nó nhanh khỏi cứu luôn có gan rồi mà bình thường nó hiền vô cùng đấy cho nên á là ở đây có cái vị tôi nói là tôi không có bài cái gì cách tự tử nha thì ở đây có cái người họ hỏi tôi là tại sao mà cái tầm nó đi với si tôi không có nói là nó đi với si tâm mà sáu cái đấm này nó có thể trộn lẫn vào nhau trong nhiều trường hợp nha tôi nói rõ nha nó có thể trộn lẫn vào nhau chứ không hẳn là phải ông A với ông B không mà đây là ông A có thể đi với ông S và ông F ông có thể đi với ông C nha chứ không phải là đi từng cặp nha phải nhớ cái đó chứ đừng có nhớ đà la là bắt tôi chịu trách nhiệm là chết tôi nha nhưng mà riêng trời ơi tôi không biết bao nhiêu lần tôi đã nói riêng đêm nay thôi thì cái số mà thiên chúng về đó lúc tôi nhìn thấy đó họ có những cái cộng nghiệp và họ có những cái căn cơ sẽ tắm nó giống nhau đêm nay thôi sau đêm nay rồi sáng mai vậy thì nói tình hình nó khác đi nghe mà cái người mà hỏi được cái kẻ đúng là cái kẻ bên đường thì đúng là bên đường thiệt nghe tức là chắc là mấy ngày nay là ở đâu đó chứ không á dạ cho nên chỉ có đêm nay thôi chỉ có đêm đó là sáng mai là không có nữa mai là cái là những người mà nếu mà sáng mai mà họ đã một vị sáng mai mà người khác đến thì Đức Thế Tôn phải trả lời khác bởi vì đó là tánh tham của tôi nó không giống tánh tham của quý vị nghe coi chừng nó có trường hợp đó sân hai cái sân á nó cũng không có giống nhau cho nên nó có một chuyện rất là ly kỳ học A thì đàm mình thấy có 800 đại thiện biết là tôi nói là có ai hiểu học đây có ai học A thì đàm không 8 đại thiện 800 tham á có nhớ có biết cái đó không dạ rồi nhưng mà thật ra làm ơn nhớ giùm tôi cái này cái tâm đại thiện thứ nhất là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trệ của tôi nó không giống như là cái tâm đại thiện thứ nhất của ông A bà B nhớ nha nó không có giống vì sao là vì cái phước cái nghiệp của tôi nó hoàn toàn không giống hai người kia thí dụ như nói cái hợp trí đi thì cái trí của tôi và trí của hai người kia nó không có giống nhau họ trí họ nhiều hơn tôi cho nên nói là hợp trí là để phân loại thôi chứ thật ra làm sao mà cái trí của tôi mà đem bì được cái trí của thí dụ như bây giờ nói Ngài Thanh đi nếu đây có ai trong lâm rung là biết ai biết Ngài Thanh không đấy rồi thí dụ như Ngài Thanh á Ngài cũng trí mà cái trí Ngài đâu giống cái trí của mấy ông sư khác đấy cho nên á
Rồi thọ hỷ cũng vậy, tôi làm tôi rất là vui, nhưng mà cái nghiệp của tôi, cái tùy nghiệp quá khứ tôi nó không giống của quý vị. Cho nên bây giờ cho nên bây giờ đó là coi như là tôi cũng quan hỷ lắm, thì cái quan hỷ tôi nó khác. Là vì sao? Vì nó phải lệ thuộc rất nhiều thứ. Cái trí của tôi không giống thì làm sao có quan hỷ của tôi giống được. Bởi vì thí dụ như bây giờ một người mà họ đa văn đi, họ biết nhiều quá, cái trí tư của họ nhiều quá mà trí văn họ ít. Đấy. Rồi còn có người đó trí văn nhiều mà trí tư ít. Rồi có người đó, trí văn nhiều, trí tu nhiều nhưng mà trí tư ít. Đã, nó khổ như vậy đó. Thì chính cái trí này nó có tác động một phần ở trong cái cảm thọ. Không biết tôi nói các vị có nghe kịp không? Cái trí nó có ảnh hưởng đến cái cảm thọ. Thí dụ như bây giờ tôi biết như vậy đó thì tôi quan nghĩ đến cái mức như vậy. Nhưng mà các vị hiểu biết cái kiểu cỡ của quý vị thì quý vị quan nghĩ theo cái kiểu của quý vị. À, rồi cái vô trợ cũng vậy. Cái vô trợ của tôi nó không giống cái vô trợ của các vị. Cho nên đời sau kiếp khác sanh ra không ai có cái mặt giống ai hết. Và không có đời của ai mà giống đời ai 100%. Thí dụ như cái đời của bà Gia Du không có cách nào mà giống cuộc đời của ông Đề Bà Đạt Đa, mặc dù sanh cùng một gia đình à, và nhà ra hú lá là con của Bồ Tát Đắc Đạt. Nhưng mà mình thấy Bồ Tát Đắc Đạt về sau thành Phật, còn nhà ra hú lá về sau ngày làm bị đại thiên văn. Các vị thấy không? Có nghĩa là một đi ra một nguồn, một dòng máu, một huyết thống mà không giống nhau được. Anh em trong nhà mỗi người một cái nghiệp khác nha, chứ đừng nói người dân nha. Cho nên là cái tâm đại thiện thứ nhất của tôi nó không giống cái đại thiện thứ nhất của quý vị. Trời đất ơi, động trời thiệt. Vì sao không giống nhau nữa? Bởi vì trong đường đời chỉ cần mình nó tích tắc, nó chỉ chạy một chút thôi. Do cái nghiệp sinh tử tái sinh nó đưa tôi đi chỗ này, chỉ là nó khác nhau một chút. Hiện giờ nè, tôi ví dụ đi, tôi ví dụ như bây giờ tôi với vị giống nhau đi, giống nhau 100%. Nhưng mà chỉ cần mà tháng sau tôi không ở Đức nữa, quý vị tháng sau vẫn tiếp tục ở Đức, à xin lỗi, Việt Nam. Tháng này nè, tôi đang ở Việt Nam, quý vị cũng đang ở Việt Nam, rồi tháng sau tôi qua bên Lào tôi ở đi. Trời ơi, có vị thì có vị ở lại. Thì khi mà tôi đi mà tôi sống chung với mấy người Lào á, chỉ cần mà tôi có một điểm nào đó mà tôi tương đồng với người Lào hoặc là người Miên, thì chỉ cần một chút đó là khi trở về người, hai người mà ráp nhau không vô hết rồi. Cái đó thì có hiểu không? Tôi đang ví dụ là giống nhau 100%. Chỉ cần mà một cái sự kết nối mà cái đáp nó ngu thì ok. Cho nên đã giảng tới đây rồi mà chứ con bò đó nó không hiểu. Ok, cho nên nó là chính vì nó sự khác nhau như vậy đó, cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện là mặt mũi mình không có giống nhau. Và từ đó khi mà cái tánh tham, tánh sân của mình ấy, nó cũng không có giống nhau. Tánh si, tánh tầm nó không giống nhau. Ok, à, tôi xin đề nghị trong room mình nên ok, rồi, xong. Cho nên cái chữ tắc cá đây là gì? Tôi trở lại trời nãy giờ tôi giảng chưa hết chữ tắc cá. Có nghĩa là mình hiểu biết vấn đề có nhiều cách. Cách một là do mình có những thực chứng. Ví dụ như tôi từng tu tướng hùng sứ, tôi thấy như vậy. Tôi từng là việc người, hoặc là tôi từng là người có thần thông, tôi thấy như vậy. Nhưng nó cũng có trường hợp là tôi suy diễn thôi. Tôi ngồi tôi suy diễn. Mà trong suy diễn nó cũng có hai trường hợp nha. Trong kinh Hoàng Võng nói có rõ là suy diễn cũng có nhiều trường hợp. Một là tôi là người kết hợp các nguyên tắc à, suy diễn có nhiều trường hợp. Người giỏi thì kết hợp các nguyên tắc, người dở thì thích sao nghĩ vậy, không cần lý lẽ. Các vị nghe kịp không? Cái suy diễn nó có nhiều trường hợp. Cái người giỏi thì kết hợp các nguyên tắc. Thí dụ như bây giờ mình thấy ở bên bên Mỹ nó có một cái đạo đó,
đó vậy vậy tôi là đi tôi thấy một cái vị mà nhớ tôi không tôi nhớ là mình có một câu này nè: sau lưng người đàn ông thành công luôn luôn có một người đàn bà ở không. Sau lưng người đàn ông thành công có một bà ở không phải ngồi hưởng. Sau lưng người đàn bà, sau lưng người đàn ông thất bại luôn có một người đàn bà xúi dậy. Ok, bây giờ mình thấy suy nghĩ nó có hai trường hợp. Một là người giỏi đó thì họ căn cứ vào những nguyên tắc. Dạ. Cái chữ suy luận đúng là cái chữ tắc cá đây có nghĩa là suy luận đó. Đó, chữ tắc cá đây có nghĩa là suy luận. Thì cái người giỏi đó thì họ các vị thấy cái chế chữ tắc cá đây hay không? Ồ thiệt. No. No 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 no. Đây. Đây đây. Đó, chữ tắc cá. Cái người giỏi thì họ như bên Mỹ nó có một cái đạo gọi là đạo Scientology, có nghĩa là họ căn cứ vào những nguyên tắc khoa học và họ nói là cái thế giới này đó là thế giới của khoa học. Một cái thế giới sống mà không có nền tảng khoa học thì đó là thế giới của mông muội, của hồng hoang, của mọi rợ, của bán khai. Tức là họ không có tin vào Phật, không tin vào Chúa, mà họ tin vào khoa học thôi. Và phải nhìn nhận trong quan điểm đó, tôi nghĩ là có điểm đúng chứ phải không? Dạ. Tôi, bản thân tôi là một tu sĩ Phật giáo năm tông, nhưng mà tôi có điểm đồng tình với cái đạo này. Bởi vì nếu mà nói mà nó hơi dễ mít lòng nhất thì cái chân lý mà Đức Phật dạy đó là cái đạo trời đất, cái đạo tự nhiên. Chính Đức Phật ngài dạy rằng cho dù Như Lai có ra đời hay không ra đời thì những cái chuyện sanh già đau chết khổ tập diệt đạo nó vẫn muôn thuở là như vậy. Các đấng Như Lai không phải là người sáng tác sáng tạo ra những thứ đó, mà các ngài chỉ là những người phát hiện. Biết các vị có hiểu được cái đó không? Chư Phật không phải là người sáng tạo sáng tác ra những thứ đó, mà chư Phật chỉ là người phát hiện thôi. Cho nên á, cái đạo này á, cái này cái đạo Scientology này họ cũng có cái ý, họ cũng có cái quan điểm, họ cũng có cái điểm đúng chứ. Họ nói là tôi không thờ Chúa, thờ Phật, thờ Allah, thờ Muhammad gì hết, tôi không có cần thờ ai hết. Tôi chỉ thờ cái gì nó thuộc về nguyên tắc khoa học. Và các vị có biết không? Trên thế giới này nó có hai cái đạo mà cái đạo Kabbalah này nè, nó là một cái biến thể của Do Thái giáo, và cái đạo thứ hai đó là Scientology mà tôi vừa nói khi nãy. Đây là hai cái đạo nhà giàu, có nghĩa là tín đồ của họ nó là toàn là minh tinh màn bạc, tỷ phú, diễn viên không. Là bởi vì nó cũng có, thứ nhất là nó cũng nó những người đến với hai cái đạo này nè, họ không có bị cái mặc cảm là mình là cái người mê tín. À, thứ hai là phải nhìn nhận là đây là những cái tổ chức chính trị mà rất khôn ngoan, họ có cái cách kêu tiền rất giỏi, họ đem lại cho các giáo hữu tín đồ thế nào rất là vừa ý mình. Thứ hai nữa đó là phải nói cái người mà đứng ra điều hành này là toàn dân chuyên nghiệp. Còn cái đạo Phật của mình ấy, thì mình đến mình chủ trương trong tinh thần tự giác. Ok, kinh điển đó, tăng ni đó, anh thích thì anh đến anh tìm hiểu nha, rồi anh không thích thì anh đi chết đi nha, chứ còn không có, đây không có cái vụ mà áp dụng những cái chiêu thức, những cái mánh khóe để mà để làm thì không có. Đúng rồi, Tom Cruise. Còn cái bà, cái bà có cái bà như tôi nhớ như bà Madonna, là bà như bà Don Madonna phải, như có theo đạo Kabbalah nhiều, nổi tiếng lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái đạo do suy diễn là sao? Đó, đó, tôi đang nói hai cái đạo là hai đạo của người giỏi đó. Hai đạo của người giỏi là vậy đó. Có nghĩa là họ đưa ra những nguyên tắc, những nguyên tắc tâm linh, những nguyên tắc tinh thần mà dựa trên cái gì? Dựa trên những nền tảng rất là thông minh. Đó, cái này cũng là đạo thứ nhất gọi là suy diễn. Tức là tri thức hay là tâm linh hay là tín ngưỡng đến từ cái suy diễn. Nhưng mà suy diễn có nền tảng, có cái nền tảng. À, rồi cái loại suy diễn thứ hai là suy diễn thích sao nghĩ vậy. Thí dụ như tự nhiên cái con mình nó
nó đi chơi, nó leo cây, nó nhảy xong sao cái nó bị, giờ nó bị bệnh quá, cái làm mâm trái cây cái ra một cái gốc cây đa cúng. Chắc tại cái cây đa này có bà ở, có ông ngự định cái mà làm mâm cúng. Rồi cho thấy nó đứng nó tiểu bậy trong bụi tre đó, mà trong bụi tre là cái gì, bụi tre là ở nhà quê có mấy cái ông táo lò bị hư, người ta đâu biết luyện ở đâu, người ta đã dùng bụi tre. Rồi thấy con mà đứng nó tiểu bụi tre, nó cái nó về nó bị bệnh rồi, chắc nó phạm bà, nó phạm ông rồi, thế là làm mâm ra cúng. Đấy, tức là thích làm sao nghĩ vậy, rồi cái là thấy mưa gió bão bùng, rồi thấy nước lụt, thấy núi lửa, thấy thiên tai sợ quá làm mâm cúng, thì cái đó được gọi là cũng suy diễn đó. Nhưng mà thích sao nghĩ vậy, thích sao thì suy diễn như vậy thôi, chứ nó không có lý gì hết. Còn có những cái đạo rất là thông minh, thí dụ như mình, tôi không có bên ai nha, chỉ thí dụ thôi. Thí dụ như là có những cái đạo mà nếu mà tôi không phải là Nam Tông thì tôi mê chết luôn. Nếu tôi không phải Nam Tông thì chắc chắn là tôi sẽ theo Bắc Tông. Mà nếu tôi không biết nghe Bắc Tông thì tôi sẽ đi theo Cao Đài. Bởi vì Cao Đài gọi là thông thiên học. Dạ, tôi rất là thích. Dạ, cảm ơn. Tức là vì sao, là vì những cái đạo này đó là họ suy diễn mà nó có cái nền tảng nghe đã. Thế giờ như mình thấy mình Cao Đài rồi, tôi không có mê cái vụ mà cầu kêu giác bút thì không, mà tôi thấy Cao Đài đó là một cái đạo mà coi như cái cửa nó mở rộng lắm, nó không có cực đoan. Tôi sợ nhất cái đề này là cực đoan, có nghĩa là khư, tôi sợ lắm. Dạ, tôi sợ lắm, như cái Hồi giáo tôi ghét lắm. Rồi cái thành học, xin lỗi, phải học mà cái thông thiên học á, cũng một cái nó cũng độc đáo, cái theosophy nó cũng độc đáo. Cho nên là nó có, trên đời nó có hai cái suy, nó có hai trường hợp, nó có hai cái nguồn mà khởi dựng cả cái hệ thống tín ngưỡng, cái hệ thống tư tưởng triết học, và từ đó cũng là cái nguồn của mọi tranh luận ở đời. Một cái nguồn nhất là nguồn một là từ sự thân chính của ai đó, đó sự thân chính ngoài đó, attainment, đó. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là logical. Mà cái logical này đó nó lại là hai cái, có hai nguồn. Một là cái logic của cái người giỏi. Còn cái trường hợp thứ hai đó là nó từ cái nó mang nặng cái cảm tính. Một cái là lý trí. Một cái là lý trí và một cái là tình cảm. Cái lý trí là dựa trên cái này, dựa trên cái kia, có căn cơ, có bài bản đàng hoàng. Rồi trường hợp thứ hai nó là tình cảm, là tôi thích làm sao thì tôi tin như vậy, và Phật tử đi chùa tôi rõ ràng tôi thấy nó cũng có y chang như vậy, nó không có lọt ra mấy cái hạng này. Cái thứ nhất là hạng thân chính, có nghĩa là chính họ là người giữ giới, họ thấy an lạc trong cái đời sống giữ giới. Chính họ là người sống đạm bạc và họ thấy an lạc trong cái đời sống đạm bạc. Chính họ là người nghiên cứu, rồi chính họ là cái người mà tu tập tứ niệm xứ, thì họ cảm nhận được cái gì đó từ pháp môn này và họ đi theo đó. Họ tin Phật là cũng từ cái cảm, từ những cảm nhận đó. Nhưng mà nó có loại Phật tử thứ hai, có nghĩa là họ tin vào cái gì họ muốn tin. Đó, làm ơn nhớ cái hàng thứ hai này nha. Tin điều mình muốn tin, nó ác vậy đó. Tin cái điều mà mình muốn tin. Trời ơi, tôi không ngờ tôi viết cái tiếng tôi đang viết bằng tiếng Ý đó nha. Tin điều khủng khiếp thiệt, tôi viết sao mà chính tôi không biết tôi viết cái chữ gì nữa. Tin điều mình muốn tin, mà cái điện nghe cái câu đó thấy đã thấy nó có vấn đề rồi. Cái thứ nhất là mình tin là vì mình dựa vào một cái cơ sở nền tảng nào đó. Còn thứ hai là mình tin cái điều mà mình muốn tin. Đã. Thí dụ như bây giờ là chắc đây tôi nghĩ không cần giải thích nha, không cần giải thích cái này. Tôi tin thì muốn tin.
và cái suy diễn đó nó có thể nó hai nguồn này gọi là hai nguồn suy diễn đó. Một là tôi căn cứ vào những cái nền tảng cơ sở, những cái background, những foundation nào. Còn hai là tôi tin và tôi suy diễn là do tôi muốn như vậy, tôi muốn gì nó có, và thế là tôi tìm đủ mọi cách để tôi chứng minh. Và cái này là cái này mới lạ. Ở đời này có những người họ tìm cách họ chứng minh cái điều mà họ chưa tin để xem tôi có tin được hay không. Cái hạng này là ok, còn cái hạng thứ hai nó vậy, tìm cách chứng minh cái điều mà mình muốn tin. Thí dụ như trong nhà cái tôi hiện giờ, chỗ tôi đang ở là xứ lạnh, nó không có rắn, mà đây tôi khoái rắn quá đi, cho nên tôi mới tìm đủ cách hết để tôi chứng minh rằng ở đây có rắn. Tôi ví dụ như vậy. Và là tôi thương nhớ người nào nấu quá thì tôi tìm cách để tôi chứng minh rằng người đó từng hiện diện trong cái ngôi nhà này, thì tôi tìm cái dấu vết người đó để lại nha ha. Thì từ tất cả những cái nguồn này nè, trên đời sống nó mới nảy sinh ra những cái cuộc tranh luận, nó nảy sinh ra cuộc tranh luận, rồi nó nảy sinh ra những mâu thuẫn, những xung đột. Là vì sao? Là bởi vì cái việc đó nó đã tầm bậy ngay từ đầu rồi. Và ai cũng cho mình đúng hết, ai cũng cho mình đúng hết. Bây giờ đó là để cho tôi trở lại kênh một chút. Bây giờ mới bắt đầu vô trong chính kinh này. Đây, bây giờ mình vô trong chánh kinh, những chữ khó tôi đã đưa ra rồi. Đức Phật ngài dạy rằng ở trong các thứ phiền não nó có một cái thứ phiền não rất là quan trọng, đó gọi là ý đăng sách cha phí ni quê xa. Đây là cái chữ mà quý vị bắt buộc phải học thuộc lòng. Ý đăng là đây, sách chá là chân lý, ở phía ni quê xa là thiền kiến. Ý đăng sách chá phía ni quê xa, đây là một cái thuật ngữ, một cái thuật ngữ mà quý vị bắt buộc phải nhớ. Nếu quý vị là, thứ nhất quý vị là một Phật tử Nam Tông, còn nếu không Phật tử nói chung đi nữa, thì đây là một thuật ngữ phải nhớ. Đây là một cái thiền, đây là một cái thuật ngữ ở trong đạo Phật để chỉ vào cái thái độ ngoan cố cho rằng đây là chân lý, ngoài ra là sai lầm, và đây chính là cái nguồn cội của bao nhiêu thứ rắc rối trên đời này. Nó đều nảy sinh ra từ cái tâm thái tâm ý này. Ý đăng sách cha phải đi quyền sát, tức là cho rằng đây là chân lý, ngoài ra là sai lầm, tắc bét hết. Chỉ cái thái độ này nè, nó không cho phép chúng ta có được một cái sự giao cảm với thiên hạ. Và đây có một câu rất là hay, là thế giới này nó rắc rối bởi vì người ta đã xây lên quá nhiều những bức tường ngăn cách thay vì là những chiếc cầu thông cảm. Cái câu đó tôi rất là vĩ. Thế giới này nó rắc rối là vì người ta đã xây dựng lên quá nhiều những bức tường ngăn cách thay vì là những chiếc cầu thông cảm. Không có cái gì nó bậy cho bằng tự mình đi lượm được một số kiến thức nhặt nhạnh lặt vặt, đem về bỏ vô trong phòng, đóng cửa lại, gặm nhấm nó thích thú một mình và xem đó là toàn bộ vũ trụ, thì trên đời không có cái gì mà nó bậy vô cả đó nha. Tức là lượm được một máu, đem về đóng cửa lại, rồi ôm nó vào lòng, để nó lên đầu, đặt nó vào tim mà xem nó là vũ trụ, ngoài ra là zero. Có bị nghĩ, có bị chỉ ngồi mà vẽ bức tranh thôi đó, mình nghĩ cái hình ảnh thôi mình đã thấy nó tào lao rồi nha. Đi ra đường lượm 1-2 viên sỏi, 1-2 chiếc lá, về để lên đầu, nhét vô tim, đẩy vô ốc, ôm ấp và coi đây là vũ trụ, thì có phải khờ hay không? Mà đôi khi nếu mình thấy hình ảnh đó nó là tào lao rồi, tại sao mà mình lại ôm ấp nhẹ khư khư một cái quan điểm, một cái học thuyết chính trị nào đó? Ví dụ như bây giờ tôi không nói rõ nhưng mà tự nhiên các vị hiểu, nó có những cái học thuyết chính trị nói ra thì hay nhưng mà đem xài được, hoặc là nếu mà có xài được ấy, thì chỉ xài được ở một cái thời điểm nào đó,
ở một cái nơi chốn nào đó, trong một cái thời hạn nhất định nào đó mà thôi. Và khi áp dụng nó thì áp dụng 20%, 40%, 42,3% mà thôi, chứ không thể nào mà áp dụng bê nguyên một con về thờ thì là trật vắt nha. Mà trên thế giới này có biết bao nhiêu quốc gia cho đến bây giờ nó vẫn khổ như điên, là vì có những cái kẻ nha mà nó đã hành xử như vậy, ôm lấy một cái học thuyết không có dám sửa chữa. Mà có một chuyện rất là sơ đẳng mà tại sao nó không hiểu, đó là không có cái gì trên đời này nó là nguyên tắc tuyệt đối hết, trong đạo hay ngoài đời. Chính trong đạo mình cũng thấy Đức Phật có lúc ngày giảng tứ diệu đế, có lúc ngày giảng 12 duyên khởi, có lúc ngày giảng ngày kêu người ta tu tam học, có lúc ngày kêu người ta tu bát chánh đạo, có lúc ngày kêu người ta tu thất giác chi. Tại sao vậy? Là vì cái căn cơ nó không có giống nhau. Dòng đời nó muôn vạn lối, mà chuyện đời thì nó luôn luôn thay đổi, mà có người thì chín người mười ý nha. Cho nên chúng ta phải có một sự linh hoạt để mà xoay sở, để mà sống đời, để mà hành động. Chứ có đâu mà ngu khờ mà bê cho mày nguyên một cái học thuyết cứng ngắc đem về áp đặt lên cả một cái đất nước, cả một cái dân tộc cùng nhau mà suy sụp mà thờ phụng trong mấy chục năm trời, trong khi thế giới bên ngoài thì nó không ngừng thay đổi, còn mình thì khờ khảo mà ngồi đó mà ôm cái đó, tôn thờ lãnh tụ, tôn thờ cái học thuyết, tôn thờ cái chủ nghĩa. Tôi không nói ai hết, tôi chỉ nói chung chung như vậy. Chúng ta hỏi chúng ta có thông minh hay không? Ngay cả mấy chục năm trước, nếu có một thời điểm lý tưởng để áp dụng, để thực thi cái học thuyết đó thì cái thời điểm nó đã qua rồi. Và ngay cái thời điểm đó mình cũng không nên ôm khư khư 100% nữa, cũng phải có cái chút co giãn linh hoạt trong đó. Đấy. Cho nên cái vấn đề lớn nhất của thế giới hôm nay đó là thay vì dựng lên những cây cầu thông cảm thì chúng ta lại dựng lên những bức tường ngăn cách là như vậy đó, tự đóng khung, tự đóng chuồng chung mà trong đó bịt mắt, trầm mền, ly khai với thế giới còn lại. Đấy. Đây chính là cái căn cội cho mọi xung đột trên thế giới. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi, nó chỉ như vậy thôi. Cái bài nhất là chỗ đó, cái bài kể này đó mà tôi lấy làm lạ, nhưng mà lạ nhưng mà thấy rất là thích thú, là hai cái bài kể mà dành cho cái tánh si á, với cái tánh tầm ở đây đặc biệt là rất giống nhau, có nội dung rất giống nhau và đều cùng đã phá một chuyện, đó là đừng có ôm cái khờ, cái ngu, cái dốt của mình nữa để rồi coi đó là chân lý nghe, rồi chà đạp phủ nhận mọi thứ. Đặc biệt hai cái bài kinh mà dành cho cái tánh si và cái tánh đậm, nó giống có nội dung y chang như nhau. Đó là một điều mà rất là thú vị ở đây. Cái nội dung của đó là Đức Phật ngài kêu gọi mình hãy lìa bỏ cái quan niệm, cái thái độ, tư tưởng. Ở hai bài kinh này đều kêu gọi, đề nghị mình phải lìa bỏ thái độ tư tưởng khư khư chắc chặt, ngoan cố lì lợm, cho rằng đây là số một, cái gì của mình là vấn đề hay nhất. Cái nội dung của hai bài kinh này nếu cần mà giải thích một cách đại khái không kinh nghiệm thì hoàn toàn mình có thể hiểu như vậy và có thể dừng lại ở đó. Có nghĩa là ngài kêu gọi mình đừng có tiếp tục mà chung vô lưu xuống đáy giếng ngồi nữa, mà phải biết rằng ra khỏi cái lưu, ra khỏi cái giếng thì còn trời cao đất rộng nữa. Mà tại sao được gọi là người độn tánh, tại sao được gọi là người tánh si? Nói mà mình chỉ nghe mình hình dung ra thôi, độn là sao? Là nó chậm, nó tối. Cái việc tưởng tượng trời đất bao la mà mình chung vô trong cái lưu là nó đã tối rồi ha, đậy nắp mình chung xuống giếng thì nó càng tối mù tối mịt nữa nha. Cho nên là cái chuyện quan trọng nhất là phải mở cửa cái lòng của mình ra để đón nhận nắng gió muôn phương, vì mẹ sinh mình ra vốn tự do tay chân, không ai trói buộc mình. Mẹ sinh mình ra mình có mắt tai mũi lưỡi, mắt để nhìn, tai để nghe nha, mũi để nghe mùi, tay chân để xúc chạm, mà chứ đâu phải mẹ sinh mình ra là mình là người bại liệt, mất cái xúc giác, mất cái thính giác, mất cái khứu giác, mất cái vị giác, mất cái thị giác đâu. Mà không có gì bậy cho bằng mẹ mình sinh mình ra mình đầy đủ không tật nguyền. Vậy mà chính những cái thứ tôn giáo, chính trị, văn hóa nó khiến mình trở nên tật nguyền, không dám nhìn chỗ này, không dám nghe chỗ kia, thì có phải là đó là một cái thứ gọi là
handicap tự nguyện hay không, có phải là một thứ tập quyền tự nguyện hay không. Đấy, hai cái bài kinh này tôi phải đừng tiếp tục này, đừng tiếp tục cái gì tự nguyện làm kẻ tật nguyền. Hai mình có được kêu ta đừng tiếp tục tự nguyện làm kẻ tật nguyền nữa, hoặc là tự nguyện hoặc là làm cái thứ mà gọi là nô lệ tự nguyện đó. Cái đó nó rất là thê thảm. Và hãy nhớ cái thái độ tu học của người Phật tử đến với tăng ni, đến với kinh điển, nó có hai cách. Cái cách thứ nhất là cái cách đến của người nô lệ, và cách đến thứ hai là cách đến của người học trò, của người đệ tử. Là sao? Cách đến của người nô lệ đó là không dám phản biện, không dám hoài nghi. Đấy, đó là cách đến của người nô lệ. Còn cách đến của người đệ tử, cách đến của người học trò có nghĩa là dám phản biện, dám hoài nghi, dám đặt dấu hỏi, nghe, dám nghi ngờ, dám thét mét. Tại thì cái đó là cách đến một người học trò, chỉ tùy mình thôi nghe. Chứ còn mà không ai bắt mình hết, không ai bắt mình hết. Hai bài kinh này có nội dung là nhắc nhở cho mình biết vì đâu mà có những cuộc tranh luận, vì đâu mà có những cái cuộc xung đột mâu thuẫn, là bởi vì mỗi người cứ khư chấp chặt quan điểm của mình, không chịu lắng nghe người khác. Mà trong cái đời sống mình nó giống như một khu rừng, trong đó có cái nấm ăn được và có cái thứ nấm ăn vào thì chết. Trái lá củ rễ cũng vậy, có những thứ mà mình ăn được, có những thứ mình phải tránh, có những thứ mình chỉ né và bên, có những thứ mình tránh xa nó càng nhiều càng tốt nha. Bởi vì trong rừng mà nó có thú dữ, nó có cây độc, có nấm độc, thì trong cái đời sống tâm linh của mình cũng vậy nha. Mình không thể nào mà mình cứ khư nha, một món mà cho đây là vô địch. Các vị biết mình thích ăn cà, đâu thể nào cả đời chỉ biết ăn cà, phải ăn thứ khác chứ. Nó theo cái dinh dưỡng học thì cái cơ thể mình nó là một cái chỗ trao đổi chất, và mình cần rất là nhiều thứ. Bên trong cơ thể mình nó có những cái cơ phận, nó có rất là nhiều cái cơ phận, mà những cái cơ phận đó nó lại cần rất là nhiều cái dưỡng tố, có nhiều cái thành tố hóa chất khác nhau. Dạ, yeah. Có chỗ thì nó cần cái chất canxium, có chỗ nó cần vitamin C, vitamin A, rất là cần. Cho nên là một cái cơ thể khỏe mạnh là một cơ thể phải có một cái nguồn tiếp dưỡng phong phú. Đấy, một cái cơ thể khỏe mạnh là một cơ thể có nguồn tiếp dưỡng phong phú, nghĩa là sao? Là phải có những cái nguồn protein, những chất đạm từ động vật, từ thực vật, rồi từ củ trái rễ lá vân vân. Một ngày như vậy chúng ta cần đến rất là nhiều thứ nha, thì cái cơ thể nó mới tốt. Chứ còn mình cứ ăn một món thôi đó thì có những chất nó bị dư và có những chất nó bị thiếu. Thì trong cái tri kiến cũng vậy, luôn luôn mình phải nhớ rằng mình có những thứ cần phải bổ sung, có những thứ cần phải bớt đi, có những thứ cần phải đào sâu, có những thứ cần phải lấp cho nó cạn. Đại khái như vậy, có những thứ cần cho nó sâu, cần cho cạn, cần cho rộng, có những thứ cần phải làm phải thu hẹp nó lại chứ để nó phát triển, nào mà giữ nước nó chết. Các vị biết một trong những tai họa của mình đó là người Nhật họ đã đem qua mình rất là nhiều cái rau mát lục bình. Buổi đầu họ đem qua họ tính lấy nó làm giấy, phơi khô làm giấy, nhưng mà sau đó họ rút lui, họ đã để lại cho mình một cái di sản tan nát, đó là nó phát triển không kềm chế được. Thì trong cái chuyện học hành cũng vậy, có chuyện mình nạp vô đầu mình nó những cái thứ sản được, mà cái hồi mà nó phát triển mà nó đến cái mức mà coi như là không kềm được, thì mới lúc đó mình chỉ đứng đem đi dục thôi nha. Cho nên cái bài kinh này kêu gọi mình sao luôn luôn tỉnh táo. Tôi nhớ tôi có một cái nếu mà nó có, tôi nhớ bỏ tôi có học ở trên internet, nó có một câu đó là cảnh giác. Đây, câu này rất là hay. Cảnh giác khi nhận mà cẩn thận khi cho. Cái câu này đó là quý vị có cái cảnh, tôi biết thiếu nha, quý vị biết là giùm tôi. Cảnh giác khi nhận mà cẩn thận khi cho. Cái câu này rất là đáng để mà mình lấy một thổi son đắt tiền viết lên trên
cái tấm kiến trong nhà tắm. Tại sao tôi nói thổ son là tại vì cái son nó màu đỏ mà nó hơi đắt tiền nên mình đóng ruột, mà cái chỗ các bạn đang điểm mình á, còn đàn ông á thì nên nếu mà xăm được lên tay á, xăm được lên cánh tay nào mà mình hay cầm cầm cái vô lăng lái xe đó, cẩn thận khi cảnh giác khi nhận mà cẩn thận khi cho rất là hay. Và nếu có ai đó mà sáng nay hỏi tôi tu hành là gì thì tôi sẽ trả lời, tôi sẽ lấy câu này tôi sẽ viết vào tờ giấy tôi nhét vào túi tôi nói đây cái câu này dễ xài được, làm bùa tu hành có bao nhiêu là thôi, cảnh giác khi nhận mà cẩn thận khi cho. Mà tôi vừa nhắc ở đây tôi nhớ cái bài thơ của ông Đồng Đức Bổn, mà bảo tôi nhớ bảo ông được có giảng đó. Giữa trưa ăn mày vào chùa, sư ra cho một lá bùa rồi đi, lá bùa biết để làm gì, ăn mày bỏ túi rồi đi ăn mày. Mình đi vào chùa mình học đạo, ông sư ông cho mình cuốn kinh, ông giảng cho mình một bài giảng, sư ra cho một lá bùa rồi đi, mà lá bùa biết để làm gì, ăn mày bỏ túi rồi đi ăn mày. Mình chính là cùng tử trong kinh Pháp Hoa, mình chính là đứa bé nhà nghèo trong thánh kinh. Nó có một điểm lạ là trong thánh kinh và trong kinh Pháp Hoa đó, nó có một cái câu chuyện giống nhau, là một thằng bé nhà nghèo mà coi như là nó cái gốc của nó rất là giàu, nhưng mà nó không biết, nó lưu lạc trong dân gian, tới hồi nó về nó như là tương nhận thân bằng thì mới biết ra thật ra nó rất là giàu nha. Còn mình cũng vậy, mình thật ra mình giàu mình cũng có căn cơ chứ không có, nhưng mà do là tại vì mình tự mình mặc cảm mình nhà nghèo cho nên nhiều khi đó là cái gia tài của Phật để lại là để cho chung, nó có phần của mình đó chứ, mà ta không có nhận thôi. Cho nên lá bùa biết để làm gì, ăn mày bỏ túi rồi đi ăn mày. Mình học pháp mình nghe đạo cho đã, thì cuối cùng mình trở về mình vẫn khổ như điên, là tại vì mình chỉ là một gã ăn mày mà pháp với mình nó chỉ là một lá bùa mới xài vô chỗ nào, mà mình chỉ cần một cái tô mì gói thôi, mình cần một tô mì, chỉ cần một trái chuối, một khúc bánh mì mà củ xì mà mẹo dính nước cũng được, miễn sao cho nó qua được buổi chiều. Còn ba cái cao siêu mầu nhiệm gì đó thì thôi mình không có cần tới. Đấy, đó là một cái bi kịch tang thương. Thì ở đây tôi nhắc lại cái nội dung bài kinh này đó, là cái cách giảng tôi sau này là mỗi ngày tôi sẽ lựa ra những cái từ khóa, những cái keyword của một cái bài kinh để cho bà con lưu ý. Đã, xong xuôi rồi là bắt đầu tôi đi một lèo, tôi không có dừng lại giải thích nữa. Có nghĩa là nó có cả hai phía, cho những vị có cái máu học giả và cho những vị chỉ có thời gian vào đây ngồi ngáp. Và sẽ diễn có một thời gian rất là dài, gần 10 năm tôi không có muốn giảng bộ thấp, là vì hai lý do. Thứ nhất là có cái room, những room mà mời tôi, họ mời nửa ngày, có nghĩa là họ mời lúc 10 giờ sáng. Và vì cái room đó nếu tôi nhận lời thì coi như tôi không có thể đi đâu được hết, bởi vì nó lỡ thầy lỡ thầy. Cái thứ hai mà tôi không có đủ cái tinh thần đó tôi giảng, đó là tôi nghe Phật tử họ mắc nước cho tôi biết. Họ nói sư dẹp đi, sư đừng có, sư muốn giảng, sư đi giảng là giảng lai á. Còn không có là tôi trùm mình ngủ. Chứ sư biết Phật tử họ vô trong họ mở ra là họ trùm mình họ ngủ hết. Hoặc là họ đi chơi, họ đi họ đánh bài, họ coi phim, họ ăn nhậu tưng bừng ở ngoài, họ cho mình ở trong mình nói. Rồi lâu lâu họ chạy vô họ gõ hai mà câu hỏi tầm bậy tầm bạ, rồi ra họ nhậu tiếp, họ đánh bài tiếp. Yeah, mà tôi tin gì nó có. Bởi vì tôi đã có đến viếng một vài nhà Phật tử mà họ ngồi họ nói chuyện với tôi ngoài này, mà bên trong thì Bồ Tát vẫn giảng lòng lộng. Có bữa rồi tôi nghe thượng tọa này giảng, có bữa tôi nghe thượng tọa tôi giảng đủ hết đó. Thượng tọa thích Pháp, thích Tri Siêu, rồi có bữa tôi nghe thượng tọa thích Bửu Chánh, rồi nghe quý thầy Pháp Tiến, Pháp Thối gì tùm lum hết, đủ thứ hết, mà họ ngồi họ vẫn nói chuyện với đừng có trả lời như vậy. Bởi vì rõ ràng là tôi biết chắc 100% là không phải tôi, người khác cũng vậy thôi. Bởi vì nếu mà là tôi đó, mà tôi tiếp quý vị đó, mà bình thường mỗi ngày tôi nghe Bảo Thoát đó, mà nếu tôi đang tiếp bất cứ ai trong room này, mà nếu mỗi ngày tôi có thói quen tôi hay nghe đó, mà khi quý vị đặt chân đến chỗ của tôi thì tôi tắt máy chứ. Còn cái này là họ làm như quán tính trong vật lý vậy đó, tức là không mở chịu không được, nó theo thói quen là cứ phải mở. Giống như có người mà họ nghiện nghe nhạc đó, họ nghiện nghe nhạc có hai, một là họ cần nghe lời, nghe cái melody, nghe lyric của nó. Nhưng có người tôi biết họ không có cần nghe lyric, không cần nghe melody, mà họ cần nghe cái sound thôi. Họ ngồi trên xe hơi chung với mình á, là họ phải mở nghe nhỏ mà không hiểu cái gì hết. Không cần, nó hát tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Iraq không thành vấn đề,
cứ là có cái la ra cho họ nghe. Cho nên là được, họ khuyên rồi nó trời ơi uổng công lắm sư ơi, thôi bây giờ sư có ngon sư dặn lại, còn không nó sư viết lách cái gì đó còn mà tệ nữa rồi sư cứ sách chú chùm mà đi ngủ nó còn có lợi hơn. Bây giờ sư nói vậy là sư đang nói những cái vong hồn đó, còn không nó vô trong phòng vong mới sư giảng còn có lợi, thì mấy hữu sư nó ít ra nó không có đánh bài, nó mới nhậu nhẹt mình biết mình đỡ giận. Nhưng mà ok, dù sao thì cũng xong rồi, chúng ta cuối cùng cũng đã có một lớp học. Cho nên bây giờ đó là lớp học thì tôi nhắm đến hai cái đối tượng. Thứ nhất là những người có nhu cầu tra khảo, tra cứu và tham khảo. Tra cứu mà mình nói tắt là tra khảo, ok, tra cứu. Chứ còn mà để các vị tự nghiên cứu rồi, thứ nhất có chỗ kẹt không biết hỏi ai, thứ hai nó có những cái chữ mà tôi cho là cái từ khóa đó bắt buộc phải biết. Và nó có cái lợi là hôm nay là thời đại của internet, cho nên khi tôi cho các vị những từ khóa này là các vị có thể lục internet, các vị đọc thêm nó sướng vô cùng. Và khi tôi trích dẫn một cuốn sách nào đó thì các vị có thể tự lục. Thí dụ hồi nãy tôi nói cái chữ lạng kha, trong vòng 30 giây là có người nó môi ra cái chữ lạng kha. Nhưng mà tôi muốn biết là hồi nãy cái chữ lạng kha đó quý vị do nhớ hay là quý vị có phải là do quý vị lục ra tại chỗ. Chứ nếu mà quý vị lục ra tại chỗ là rất là giỏi. Và có những cái chuyện lạ lắm, tôi đọc internet nhưng mà đi tìm lại đó thì đánh cái keyword đó nó không có ra. Đại khái như vậy. Dạ rồi, cho nên là mình ngày xưa mình quý Tam Bảo, mà hôm nay mình phải quý một cái nữa là đệ tử xin quý y Google đó, lần thứ nhì, lần thứ ba. Ok, thì tôi nhắc lại nội dung bài kinh. Bây giờ tôi muốn nghỉ ở đây rồi. Đó là câu hỏi là vì sao trên đời này nó có những cái cuộc tranh luận như vậy, tại sao nó có những cuộc tranh luận. Và đây, ai cũng thấy mình hay hết, cái câu hỏi đó ai cũng thấy mình hay hết, ai cũng thấy mình hay hết, ai cũng nói mình đúng hết. Thì trong số đó là ai là người nói đúng, ai là người nói sai, thì Đức Phật ngài giải thích rằng người thật sự biết thì không muốn nói, chỉ nói khi cần thiết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái chân lý nó không phải là cái mình muốn thấy, muốn tin, mà chân lý nó là cái mà nó chỉ đến từ cái sự thực chứng, chứ nó không phải là đến từ cái sự lý luận nha. Nó phải đến từ sự thực chứng. Và cái điều quan trọng nhất ở đời này đó là mình tìm hiểu chân lý là mình phải hiểu theo bản chất nó là thì gọi là như thị đó, phải có cái nhìn như thị, tức là nó làm sao thấy nó như vậy. Chứ không nên mình thấy mình tin cái điều gì đó chỉ vì điều đó nó vừa ý, nó hợp ý với mình, mà khuynh hướng tâm lý chúng ta là thích tin, chỉ tin những gì mình muốn tin. Cái câu này nghe rất là dễ hiểu lầm nha. Tin cái điều mà mình muốn tin, cái đây là một thái độ rất là nguy hiểm. Tại có những chuyện mình không muốn tin nhưng mình phải chấp nhận nó. Thí dụ như bây giờ mình nghe nói mình biết người thân mình đi một chuyến phà hay một chuyến xe bị tai nạn, và giờ cuối thì người ta đã tìm được, người ta báo tin là chiếc xe đó, chiếc phà đó đã tìm được xác của nạn nhân rồi, đã tìm được xác của những nạn nhân của chiếc phà, chiếc xe đó. Thì đúng, mình trong bụng mình không muốn người thân mình có mặt trong số những nạn nhân bị chết, nhưng mà khi mình ra mình nhận xác đó, mình biết chính xác đó là xác cái xác chết của người thân mình rồi, nó biết rõ rồi đó, thì mình cũng phải ráng chấp nhận để mình đem về mình chôn chứ. Chứ đâu phải là khi mình chưa thấy xác á, đúng, mình chưa thấy xác thì mình còn để tình cảm nó chi phối, nhớ nha. Khi mình chưa thấy xác á thì mình còn để tình cảm chi phối, là mình mong rằng trong số đó không có người thân của tôi. Nhưng mà khi mình đã đối diện với thực tế rồi thì mình phải chấp nhận một sự thật cực kỳ đau lòng là đây là xác của người thân của tôi. Chứ giờ đó nó không còn là cái giờ phút của tình cảm nữa. Hồi nãy trên đường đi coi xác đi nhận mặt á, đúng là mình dùng tình cảm nhiều, mình mong rằng đừng là người thân của tôi. Giống như hồi trước 85 mà người ta chạy giặt á,
Đang cũng cầu cho đạn rớt ở đâu đừng rớt ở đây. Mà đó là mình lúc nó rung quá họ khấn lộn, mà đạn rớt ở đây đừng rớt ở đâu. Thì ở đây cũng vậy, trên đường đi tìm xác người thân, đi nhận xác thì chúng ta cũng mong là đừng có phải là người thân mình. Nhưng mà đến khi mình đối diện với cái xác chết rồi thì mình phải chấp nhận sự thật đây là người thân mình, để làm gì? Để mình đem về mình chôn. Thì học đạo cũng vậy, khi mình chưa biết đạo thì mình ráng mình mong mình thích cái này thích cái kia, mình mong là ông sư cũng sẽ nói cái này nè, trong kinh nó ghi như vậy mình sẽ dễ mình nha. Nhưng mà đến lúc mình đi vào trong thực tế, mình đi học đạo rồi có nhiều khi phải nghe những điều mình không muốn nghe. Chỗ này tôi biết tôi nói điều này nó sẽ làm mất lòng một số người, nhưng mà tôi không thể không nói. Là ở bên trên Jacksonville bên Mỹ tôi ở, nó có một cái cặp vợ chồng đó, họ mê trì tụng cái hồng danh Di Đà, lục tự Di Đà, họ mê lắm. Cho nên mà họ rất là giàu, họ tới chỗ tôi họ nghe giảng, cái điều mà họ mong đó, họ cứ cố ý hỏi rất là nhiều câu mà họ mong mà tôi xác nhận là bên Nam Tông cũng đồng ý với họ chuyện đó. Và cuối cùng họ đã lừa tôi, họ lừa bỏ tôi, họ đi là chỉ vì cái họ muốn nghe họ không được nghe. Thì tôi nhớ lần cuối cùng tôi gặp họ đó, tôi có nói thế này: tại sao các vị lại muốn tôi nói cái điều mà các vị muốn nghe? Đôi khi các vị đi mua đồ nó khác, mà đi vô đạo nó khác. Đi ra ngoài chợ mua đồ, có nhiều khi mình chỉ mua cái gì mình muốn mua đúng, nhưng mà cũng có một cái trường hợp là mình phải mua những cái mà mình không muốn mua. Tôi ví dụ có chắc chắn có trải qua cái đó, nhưng các vị có nhớ lúc nào hay không? Có thể mình phải mua những món đồ mình không thích. Ví dụ như là cái nước rửa chén cái này. Các vị biết tôi không thích rửa chén. Tôi không thích rửa chén, nhưng mà lâu lâu tôi phải đi mua nước rửa chén. À, rồi tôi đâu có thích mà quét nhà, mà tôi cũng phải đi mua cái đồ hốt rác. Rồi cái chổi mà nó cũ tôi phải đi mua cái chổi, rồi tôi mua máy hút bụi. Mà thật ra các vị biết đó là những cái món mà tôi ghét vô cùng, tôi ghét lắm. Các vị đừng có thấy mà tôi cầm những món mà chợ rồi các vị đi, các vị đồn, các vị nói ông sĩ Nguyên sủng cũng mê nó quá đi. Kỳ trước thấy ông mua nước rửa chén, kỳ này thấy ông mua giấy vệ sinh, rồi mua ba cái đồ bếp, đồ nhà tắm. Thật ra đó, mấy cái đồ đó tôi chán vô cùng, các vị không, tôi chán lắm. Nhưng mà bây giờ không mua không được, thì mình học đạo cũng vậy. Có trường hợp là mình được nghe cái điều mình muốn nghe, nhưng có những trường hợp mình phải nghe những cái điều mà nó chổi lại cái ý muốn của mình, nó chổi lại cách nghĩ, cách hiểu của mình. Yeah. Cho nên trong bài kinh này Đức Phật này dạy rằng ai trên đời này nó phần lớn nó đều bị một cái bệnh rất là lớn, đó là thấy cái điều của mình là số một. Mà từ chỗ đó nó mới đi ra một cái bi kịch, đó là chỉ tin cái gì mình muốn tin, mình chỉ chấp nhận cái gì mình muốn chấp nhận. Thế là tự mình đẩy mình vào một góc tù, một góc chết. Và từ chỗ mình là người ở trong góc tù, cho nên mình nhìn ra cái thế giới này nó rất là tật nguyền. Nó rất là tật nguyền. Và khi mình nhìn một cái thế giới mà nó tật nguyền, nó méo mó như vậy thì sao? Thì nó mới nảy sinh ra những cái dị kiến. Và mình không có ráp được với ai hết. Bởi vì sao? Vì chân lý nó là bầu trời, chân lý là nắng, chân lý là gió, chân lý là ánh trăng, chân lý là mù sương, chân lý là dành cho tất cả mọi người. Còn đằng này đó, cái mà mình trao ra nó chỉ là khí độc, nó chỉ là khối độc. Làm sao mà người ta chấp nhận mình được? Mình muốn người ta chấp nhận mình thì mình phải là trời cao đất rộng, mình phải là nắng gió mù sương thì mình mới có thể đi đo với cuộc đời được nha. Còn đằng này nó xung đột nó xảy đến là vì sao? Là vì hai bên nào cũng chỉ biết phun khối độc thôi, thưa quý vị. Ok, bữa nay đủ rồi, không nói nữa, hết thứ hết thôi. Ok, tôi có đi ăn cháo. Còn cái người bên đường này nè, bây giờ tôi tính ngân mà người bên đường đi hỏi tôi. Nụ kỳ quá. No, kỳ gì ta? Có cái người bên đường này,
Nhưng mà đừng hỏi tôi vậy chứ. Nó sao đó, cái máy này nó vô ngã lạ lùng kỳ á. Rồi đúng rồi, cái này trong đó có giải thích, và trong đó có giải thích tại sao hành tinh tấn mà lại có cái đức tin nó mạnh hơn trí tuệ. Bởi vì tôi nghĩ cái này không cần giải thích luôn, tự nhiên mình cũng hiểu là cái hành tinh tấn trong ba hành đó mình thấy đó, cái đức tin đó, nó gần với cái suy luận hơn là cái người chỉ biết xiên, người chỉ biết lấy công làm lời, chỉ vậy thôi. Hạnh tinh tấn là cái hạng Bồ Tát mà chỉ biết lấy công làm lời. Tôi không rõ là trong room này các vị có biết cái idiom nó trong tiếng Việt Nam mình không? Cái idiom của tôi biết tiếng Việt Nam kia cái gì? Idiom là cái gì ta? Thành ngữ hả? Phải thành ngữ không? Dạ. Có nghĩa là lấy công làm lời nghĩa là sao? Là ví dụ như bây giờ tôi người ta giàu á, người ta đi mua, người ta invest ở trong nhà đất, bất động sản rồi stock, rồi mà muốn chơi stock là mình phải có kiến thức dễ sợ lắm. À, muốn chơi stock mà buôn bán ngoại tệ phải kiến thức dữ lắm. Tôi mới dùng cái đầu của tôi mới suy nghĩ, tôi tính toán. Thì tôi vào lúc nào mà cái nhà đất, cái thị trường bất động sản nó lên rồi lúc nào nó xuống rồi stock, tôi nên mua của ai? À, của Dow Jones hay là mua của Microsoft vân vân, tôi lựa của ai tôi mới mua. Thì cái đó là tôi dùng cái trí tuệ của tôi để mà tôi làm ăn, tôi kiếm tiền. Hoặc là mình thấy như ở những nước tiên tiến như Thụy Sĩ hay là Nhật Bản, đưa cho họ một cái cục nhựa, một cục nhôm, một cục đồng, là họ làm ra những sản phẩm họ bán. Một cục đồng của Thụy Sĩ, một cục sắt của Thụy Sĩ mà họ đem về họ làm cái gì mình không cần biết, mình chỉ biết là họ lấy một cục sắt, họ mua một cục sắt, họ đem họ có thể bán cục sắt trị giá là cả ngàn đô la, thì nó không có gì lạ hết. Họ chế ra đồ đạc. Thí dụ như bây giờ tính cục nhôm đi, cách đây không bao lâu tôi có đi ở thị trường, tôi có gặp nó bán một cái headset của Thụy Sĩ, cái headset để mình nghe. Tôi tính mua để mà tôi về tôi giảng cho khách này. Các vị biết nó 400 đô la của Thụy Sĩ, mà cái mặt nó bằng nhôm thôi, nó có một cọng dây điện, đúng nó có hai cọng dây điện, nhìn nó đẹp lắm, nhưng mà chủ yếu nó là cái material nó là bằng nhôm. À, thì lúc đó giờ người dân gọi là người ta bán cái thông minh để kiếm tiền. Còn cái xứ nghèo là lấy công làm lời là sao? Mình nghèo quá rồi cái mình đi, mình có bãi biển đẹp đó, cái du khách họ tới, cái mình đi mình mò cua bắt ốc mình bán cho du khách ăn, để nó cho tiền nó đem. Dĩ nhiên số tiền ngoại tệ mình mà đi vào mà bằng cái ngõ đó là nó ít vô cùng. Nhưng mà mình đâu có khả năng mà công nghệ nghệ, công nghiệp mình không có, mình không có trình độ khoa học, thì mình chỉ biết lấy công làm lời là vậy, là chỉ lấy mồ hôi mà đổi tiền thôi. Rồi. Ở đây cũng vậy, Bồ Tát tinh tấn là cái người biết lấy công làm lợi, như là gần như là có, ngài có đại trí, ngài biết mình tới đây là có sanh tử, thì phải có niết bàn, phải có giải thoát, ngài biết, ngài thấy rằng người như mình á không có nên ra đi một mình, mình cũng phải nên giúp người khác, ngài biết, ngài có đại trí đại bi, đúng. Nhưng mà so với hai hạng kia, à quên, cái chỗ này phải nói rõ, nói ít hay nhiều ở đây phải hiểu là khi đem so với hai hạng kia, hai hạng kia không phải với người ngoài ra. Đấy, nói ít hay nhiều ở đây phải hiểu là khi đem so với hai hạnh kia, có nghĩa là sao? Là mình thấy là hạnh tinh tấn thì cái đức tin nó mạnh hơn trí tuệ, thì mình nghe như vậy là mình cứ tưởng là cái trí tuệ của vị này nó ít hơn chúng ta. Chúng ta là những cái người mà đang ngồi đang nói chuyện nhau, đang làm việc với nhau trong cái room từ Theravada này nè, không phải. Tức là so với ba hạng với nhau thôi đó, thì trong ba hạng đó với nhau đó, thì cái vị Bồ Tát mà hạnh tinh tấn thì cái đức tin vị nó nhiều hơn trí tuệ của vị đó. À, rồi đối với hạng trí tuệ đó, thì cái tinh tấn, cái phần tinh tấn nó nhiều hơn hạng đức tinh. Bởi vì cái vị Bồ Tát trí tuệ đó, cái chuyện mà phải đi tinh cái chuyện gì đó, vì nó không có mặn mà, tiếng Việt Nam không có chữ mặn mà đó, nó không có mặn lắm.
Còn cái hạng mà đức tin á, thì hồi nãy tôi có nói cái niềm tin á, đi qua trí tuệ nó gần hơn là cái hạng tinh tấn, cái hạng cái tinh tấn. Mà tôi muốn hỏi là cái người bên đường này là cái người này, tôi có biết người này hay không? Chứ còn mà cái, đây là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng yếu lắm mới hỏi câu này, đừng có giận nha, nhưng mà yếu lắm á, yếu lắm mới hỏi câu này. Ok, phải ngưng rồi, phải ngưng rồi. Còn ai hỏi gì nữa không? Tôi đếm tới ba tôi ra nha. Có ai còn hỏi cái gì nữa không? Ok, xin chào quý vị.